tinh thần biến phần 6 tập 10, đề cấp kim trúc thú thuyết minh tại kênh youtube di các phim chúc các bạn xem video vui vẻ tu nhã nghe thấy vậy trong lòng lập tức cảm thấy kinh ngạc kim hạch đói với người tu luyện kim hình tông công pháp có tác dụng rất lớn giống như vương cấp kim hạch bình thường đối với thập thất tinh thập bát tinh và loại đỉnh cấp của vương cấp cao thủ cũng có tác dụng lớn chẳng lẽ người là đề cấp cao thủ tu nhã thẩm đoán định chỉ là nàng không dám hỏi tới tăng nạp thôn rồi phải không Tần Vũ mỉm cười nói, tiền thức của y đã phát hiện một thôn trang ở cách đó không xa. Nhưng cho dù có được ký ức của Húc Tông, Tần Vũ cũng không cách nào đoán được đó có phải là tăng nạp thôn hay không. Bởi vì tám thôn trên tăng uyên tinh thường xuyên di chuyển, đó là bởi vì có khi gặp phải một đàn kim trúc thú, chỉ có thể di chuyển tránh né. Đúng, phía trước khoảng vài trăm dặm có lẽ là thôn trang của tiểu nhân. Tu nhã nhìn xung quanh rồi gật đầu nói, sau đó liền cười nói. Đại nhân, trong thôn của tiểu nhân còn có vài huynh đệ tỉ muội gặp được đại nhân khẳng định sẽ rất cao hứng tu luyện già của ám tinh giới tôn sùng cường già như tần vũ lại còn là một cường già chân chính người tạm thời không cần tán dương thực lực của ta ra ngoài ta chỉ tạm thời lưu lại thôn trang của các người mà thôi ta không muốn khiến cho thôn trang của người vì ta mà thay đổi quá nhiều sau một thời gian ta còn muốn đi tới trường lão điện tần vũ mỉm cười nói trong lòng tần vũ đã sớm có chuẩn bị làm sao có thể trở thành một thành viên của ám tinh giới tân vũ sau khi đoạt được ký ức của húc tông trong lòng liền sắp đặt một kế hoạch hoàn chỉnh đương nhiên trước khi đó y cũng phỉa tự mình tu luyện công pháp của kim hình tông mà trong ký ức của húc tông lại có một bộ kim hình tông công pháp sơ cấp kim hình tông công pháp phân thành sơ cấp trung cấp cao cấp ba bộ kỳ thật mỗi bộ công pháp đều có thể tu luyện được tới đỉnh điểm của đế cấp chỉ là mỗi cái lại có hiệu suất khác nhau mà thôi loại người bình thường như húc tông cũng chỉ có thể có được sơ cấp công pháp tần vũ tu nhã cùng phi hành phóng mắt ra đã thấy được một thôn trang ở phía xa xa đại nhân tới thôn trang rồi nếu đại nhân không chê có thể tới chỗ ở của tiểu nhân tu nhã mỉm cười nói trong thôn trang của bọn tiểu nhân chỗ ở của mỗi người đều do tự thân kiến tạo không có chỗ nào dư thừa cả tần vũ gật đầu cười nói đành phải làm phiền vậy không phiền không phiền tu nhã sắc mặt có chút đỏ hồng mọi người có thể là đế cấp siêu cấp cao thủ tới nơi ở của mình. Không phải là một vinh dự lớn lao sao, đặc biệt là cao thủ này lại còn có khí độ như vậy. Nghĩ vớ vẩn gì thế? Tu Nhã trong đầu miên man suy nghĩ. Tần Vũ lúc này thực sự không biết được suy nghĩ của Tu Nhã. Trong khi đó, Tần Vũ đang dùng toàn lực chú ý tới thôn trang có tên Tang Nạp Thôn này. Bằng tiên thức của Tần Vũ, dễ dàng tra xét ra tất cả. Tang Nạp Thôn này thực lực thật là mạnh, toàn thôn có hơn ngàn người ngoại trừ vài trăm người thuộc loại bình thường, còn lại một ngàn người tất cả đều là vương cấp, tu nhã tại thôn trang này có lẽ vẫn còn là nhược giả. Tần Vũ hoàn toàn nắm được thực lực mọi người ở đây. Theo tiên thức quan sát, Tần Vũ phát hiện ra một việc, người của ám tinh giới, cơ hồ có tới 9 phần đều đang không ngừng khổ tu, hoặc khổ tu ở nơi ở, hoặc cùng nhau tu luyện, có thể còn một phần ra ngoài cùng kim trúc thú chém giết để tu luyện, cũng chỉ có một bộ phận cực ít nghỉ ngơi nói chuyện với nhau. Không khí tu luyện quả là rất cao trong lòng tần vũ thần than không trách tại sao tu nhã vừa mới nhìn thấy ta đã tự xưng là tăng nạp thôn tu luyện giả xem ra người quám tinh giới ai ai cũng đều là tu luyện giả lúc này tần vũ cùng tu nhã đã tới bên ngoài thôn phía ngoài thôn đang có mấy trăm thanh niên đang cùng bàn luận với nhau vài người nhìn thấy tu nhã liền cười chảo hỏi tu nhã ngươi ra ngoài một tháng rồi lần này có thu hoạch được gì không ngàn vạn lần đừng nói ngay cả kim trúc thú cũng không gặp tu nhã khẽ hất đầu tự tin nói gặp chứ, hơn nữa lại là vương cấp kim trúc thú, ta còn giết nó nữa. Nói rồi Tu Nhã lấy kim hạch của kim trúc thú nàng tự mình giết được ra, đưa tới trước mặt mấy người bạn đồng lứa. Mấy thiếu niên nam nữ nọ đều khiếp sợ nhìn Tu Nhã. Tần Vũ cười thầm trong lòng. Xem ra mấy thiếu niên nam nữ này không cách Tu Nhã bao tuổi, chỉ dựa vào công lực, cũng có thể thấy rằng vài người này đều chưa tới vương cấp, thậm chí so với Tu Nhã còn yếu hơn không ít, do đó có thể đoán rằng họ không cách nhau bao tuổi vương vương cấp một thiếu nữ chấn động ấp úng nói trong khi đang đàm luận cũng có không ít người chạy tới trong đó có một người trung niên cười ha ha nói tiểu nhã à giết được cả một vương cấp kim trúc thú quả là không tồi tiểu nhã tiềm lực cực cao trong số bạn cùng lứa nó có thể xếp vào hàng mười người mạnh nhất một người trung niên đứng bên cạnh cũng gật đầu nói trong khi đó một gã ra tay ngăm đen chỉ mặc quần dài phần trên để lộ ra vẻ cường tráng của độ tuổi trung niên đôi mắt lăng lệ lại nhìn chằm chằm về phía tần vũ rồi quay sang tu nhã tiểu nhã cao thủ phía sau người từ đâu tới vậy tại sao ta lại chưa từng gặp qua tần vũ thực sự không để ý tới người trung niên cường tráng kiên người này thực lực không tồi ước chừng thực lực đạt tới bát cấp yêu vương nhưng trước mặt tần vũ vẫn còn xa mới đáng để mắt nghe tới vấn đề này vẻ mặt tu nhã có chút tức giận nói tin lưu đại bá con lần này ra ngoài gạt được một vương cấp kim trúc thú cuối cùng vất vả giết được nó nhưng làm sao có thể nghĩ rằng húc tông của kim dương thôn không ngờ thừa dịp con thụ thương muốn giết con để đoạt lấy kim hạch này húc tông có phải là người trẻ tuổi của kim dương thôn từng theo đuổi ngươi người trung niên cường tráng tên ti lưu nhíu mày nói tại ám tinh giới một thôn trang bình thường cực kỳ đoàn kết đó cũng là lý do vì sao bà tu nhã trực tiếp đem kim hạch bản thân mình chém giết lấy được cho huynh đệ tỷ muội xem nhưng ngược lại người của hai thôn khác nhau lại không ngừng tranh đấu Tiểu Nhã Húc Tông đối với người như vậy sao?" Không ít thiếu niên xung quanh tỏ ra tức giận, trong đó có một thanh niên có vẻ chất phác, tức giận nói: "Lần sau ta gặp Húc Tông, nhất định phải giết chết hắn. Loại tiểu nhân hèn hạ không biết xấu hổ như vậy, nhất định phải giết." Đám người xung quanh đều phụ họa theo. Tu Nhã nở nụ cười nói: "Không cần nữa, Húc Tông đã chết rồi." "Chết rồi?" Những người xung quanh trở nên kinh ngạc, không ít người nhìn về phía Tần Vũ đang đứng sau lưng Tu Nhã tu nhã gật đầu nói đúng trong lúc nguy hiểm nhất chính là đại nhân đã giết húc tông cứu mạng ta nam trung niên ti lưu tay trái đặt trước ngực khẽ cúi người nói ti lưu thay mặt tu nhã cảm tạ bằng hữu không biết bằng hữu tên gọi là gì ta tên là gì tần vũ khẽ ngẩn người rồi cười nói lưu tinh lưu tinh tu nhã bên cạnh trong lòng thầm lặp lại nàng cũng là lần đầu tiên biết tên của tần vũ lưu tinh tăng nạp thôn ta rất cảm kích người đã cứu tiểu nhã không biết bằng hữu có thể tới chỗ ta để ta có vinh hạnh mời yến mời người từ phương xa tới không lời lẽ của ti lưu cực kỳ lịch thiệp tần vũ mỉm cười lắc đầu nói không cần ta chỉ là tạm thời ở lại tăng nạp thôn thời gian tới ta chuẩn bị đến trưởng lão điện nghe thấy ba chữ trường lão điện thái độ ti lưu lại có thêm chút cung kính nếu như lưu tinh bằng hữu có việc gì cứ nói với ta tại tang nạp thôn ti lưu ta có thể quản lý được gần hết mọi việc lưu tinh đại nhân ti lưu đại bá rất lợi hại tại thôn trang của bọn ta chỉ có trưởng thôn so với ti lưu đại bá lợi hại hơn một chút thôi tu nhã quay sang tần vũ nói tần vũ khẽ cúi mình có việc ta nhất định sẽ tới gặp ti lưu huynh đối với cao thủ của ám tinh giới tần vũ biết không thể dựa vào linh hồn cảnh giới để phán đoán thực lực mà năng lượng nhục thể chỉ dựa vào tiên thức rất khó xác định ti lưu trước mắt linh hồn cảnh giới cũng chỉ đạt bát cấp yêu vương mà thôi, nhưng năng lượng nhục thể thật sự rất khó nói. Tu Nhã, người dẫn ta tới chỗ ở của người đi. Tần Vũ nhìn về phía Tu Nhã. Tu Nhã cười nói. Được, đi theo tôi. Ti lưu quát những người vây xung quanh, quanh quan sát. Các người tiếp tục luyện tập, đừng lãng phí thời gian nữa. Vâng. Đám người xung quanh liền tiếp tục luận bàn, hoặc trở về chỗ mình tu luyện, còn Tần Vũ cùng Tu Nhã trở về chỗ ở của Tu Nhã, một ngôi nhà hết sức bình thường. Ngôi nhà này chỉ có một tầng cùng ba căn phòng bình thường tu nhã ở tại căn phòng bên trái, căn phòng ở giữa là phòng khách, dùng để nghênh đón chiều đại khách, còn phòng bên phải giờ thành chỗ ở của Tần Vũ. Lưu tinh đại nhân, có việc gì xin cứ mặc tình phân phó. Sắc mặt tu nhã đỏ hồng, khẽ cúi mình quay sang nói với Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu cười nói. Ta không có việc gì, ngươi đoạt được kim hạch, hãy cố gắng trở về tu luyện đi ta cần phải bế quan một thời gian, đợi tới khi bế quan tu luyện xong, ta sẽ báo cho ngươi biết bế quan tu luyện tu nhã có chút bất ngờ rồi mỉm cười gật đầu nói đại nhân xuất quan có thể gọi tôi bất cứ lúc nào sau đó tần vũ đóng cửa phòng lại nhìn khắp xung quanh tần vũ căn bản không dám bố trí cấm chế gì cả y sợ rằng sẽ bị kẻ khác từ đó nhận ra thân phận của mình suy nghĩ một lúc tần vũ cuối cùng đưa ra quyết định lại trở về khương lan giới tu luyện vậy tâm ý máy động một nhân ảnh từ trong cơ thể tần vũ bay ra đồng thời ngồi xếp bằng trên mặt đất hình dáng giống hệt tần vũ Kiếm Tiên Khôi Lỗi lâu rồi không sử dụng, tạm thời thay thế ta vậy. Tần Vũ chỉ lưu lại một chút linh hồn chi lực vào bên trong Kiếm Tiên Khôi Lỗi, còn như cực phẩm nguyên linh thạch trong người Kiếm Tiên Khôi Lỗi thì bị lấy ra toàn bộ. Thân hình máy động, Tần Vũ tiêu thất trong gian phòng, còn Kiếm Tiên Khôi Lỗi biến thành phân thân của y, vẫn ngồi xếp bằng. Trong Khương Lan giới, Tần Vũ Tịnh không tới chào hỏi huynh đệ của mình, mà trực tiếp tới mật thất tại chỗ ở của y. Khoanh chân ngồi xuống, trong đầu tần vũ hiện ra một bộ tu luyện công pháp của kim hình tông ám tinh giới này quả là kỳ lạ cả ám tinh giới công pháp chỉ phân thành ba lưu phái kim hình tông công pháp này cũng có thể xem là thay đổi cả thiên địa tạo hóa kỳ lạ vô cùng tần vũ quan sát công pháp này trong lòng liền tán thán theo như ký ức của húc tông bộ công pháp này chỉ là công pháp tối cơ sở trong số ba bộ công pháp của kim hình tông cũng là bộ tu luyện chậm nhất cẩn thận xem xét tần vũ liền hiểu ra nguyên linh chi khí vô biên của tiên ma yêu giới có thể chuyển hóa thành kim trúc năng lượng có thể chuyển hóa thành hàn trúc năng lượng cũng có thể chuyển hóa thành hòa trúc năng lượng muốn chuyển hóa tất phải dựa vào trận pháp như trên các trọng tụ tinh lớn đều có bố trí một trận pháp cực lớn tiến hành chuyển hóa trong nguyên động tinh có thể trực tiếp hấp thu kim trúc năng lượng còn nếu như muốn tự mình bố trí chuyển hóa trận pháp ít nhất cũng phải đạt tới vương cấp mới có thể bố trí thành công không ngờ tu luyện tại ám tinh giới hấp thu không phải là nguyên linh chi khí mà lại là năng lượng đã thông qua chuyển hóa tần vũ trong lòng tán thường trong mỗi bộ kim hình tông công pháp đều ẩn chứa một phương pháp bố trí chuyển hóa trận pháp độ lớn của chuyển hóa trận pháp sử dụng bao nhiêu nguyên linh thạch đều quyết định tới hiệu suất của chuyển hóa trận pháp hấp thu kim trúc năng lượng hấp thu số lượng vượt quá khả năng khống chế của bản thân không ngờ sẽ biến thành kim trúc tần vũ không khỏi bật cười tu luyện kim hình tông công pháp tất phải từ từ hấp thu để thân thể trong quá trình hấp thu dần dần thay đổi đồng thời số lượng hấp thu tất phải nằm trong phạm vi khống chế. Nếu như hấp thu quá nhiều kim trúc năng lượng, vượt qua khả năng khống chế, thân thể sẽ bị kim trúc hóa. Người của ám tinh giới, sở dĩ tìm giết kim trúc thú là bởi vì sau khi đập vỡ kim hạch của kim trúc thú, bên trong sẽ có kim sắc dịch thể chảy ra, loại dịch thể này nếu hấp thu vào trong cơ thể có thể khiến tiềm lực của thân thể tăng thêm một chút có thể hấp thu nhiều kim trúc năng lượng hơn người linh hồn cảnh giới đạt bát cấp yêu phương nếu như không sử dụng kim hạch y tối đa chỉ tu luyện thành thập ngũ tinh thập lục tinh vương cấp cao thủ nếu sử dụng kim hạch kim sắc dịch thể bị thân thể hấp thu tiềm lực của thân thể được mở rộng thêm một phần giúp cho thân thể có thể hấp thu nhiều năng lượng kim trúc tính hơn thực lực thậm chí ngang với thập thất tinh thập bát tinh vương cấp cao thủ kim hạch chính là khả năng vượt cấp nhưng người thực lực càng cao hiệu quả của kim hạch lại càng kém nếu như thành cao thủ đế cấp kim hạch gần như không có hiệu quả gì kim hạch chỉ là giúp tăng tiềm lực thân thể sớm một chút mà thôi cho nên bình thường vương cấp cao thủ thậm chí là nhất tinh nhị tinh đế cấp cao thủ kim hạch đối với bọn họ vẫn còn hữu dụng chỉ là sau khi thành cường giả trong đế cấp liền trở nên vô dụng hiệu quả bố trận dựa vào chất lượng số lượng của nguyên linh thạch tần vũ mỉm cười rất dễ dàng bố trí một chuyển hóa trận pháp trong mật thất của mình tần vũ cảm nhận rõ ràng một lượng lớn nguyên linh chi khí bị trận pháp này hấp thu thế rồi chuyển hóa thành một chủng năng lượng đặc thù dựa vào kim hình tông cơ sở công pháp, tu luyện tạm vậy. Tần Vũ lập tức bắt đầu tĩnh tu. Tiêu hao 36 khối khối cực phẩm nguyên linh thạch, bố trí thành kim, chúc tính chuyển hóa trận. Tần Vũ ngồi trong trận, nguyên linh chi khí đi qua trận pháp liền chuyển hóa thành kim trúc năng lượng, sau đó bị Tần Vũ phong cuồng hút vào. Trước giờ chưa từng có. Ám tinh giới cho tới giờ chưa có ai dám điên cuồng hấp thu kim trúc năng lượng như vậy. Theo như quy củ, 36 khối cực phẩm nguyên linh thạch, dù là chủ trận của tăng nguyên tinh có lẽ cũng không xa xỉ như thế. Nhưng cho dù là vậy, kim trúc năng lượng vẫn không đủ cho tần vũ hấp thu. Công pháp của ám tinh giới quả là đoạt cả thiên địa tạo hóa, thế này khiến cho bản chất cơ thể thay đổi, uy lực mạnh không kém cửu chuyển ám kim thân. Tần vũ trong lòng có chút thành thơi, bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com.sr ecab viết liền không dấu nhé bản thân cơ thể đã sớm biến đổi tới một trình độ khủng bố hiện tại hấp thu kim trúc năng lượng căn bổn là tới bao nhiêu hấp thu bấy nhiêu tu luyện giả của ám tinh giới tu luyện chính là trong quá trình tu luyện đề cao tầng bậc của thân thể cũng chính là dung lượng chứa kim trúc năng lượng dung lượng của cơ thể càng lớn hấp thu càng nhiều còn tần vũ thì sao thân thể sớm đã đạt tới một trình độ khủng bố dung lượng lớn tới đang sợ có thể thoải mái hấp thu kim trúc năng lượng thật sự vẫn còn chưa đủ Tần Vũ đồng thời cảm nhận được sự hấp thu của cơ thể, tựa như không có biến hóa gì lớn, không khỏi bắt đầu suy ngẫm. Bỗng nhiên, ta quên mất, nơi này là Khương Lan giới. Tần Vũ tự cười một tiếng, vung tay triệt tiêu kim trúc chuyển hóa trận, đồng thời toàn thân đồn ngột tiêu thất tại mặt thất. Tại Khương Lan giới bố trí bất cứ trận pháp gì, Tần Vũ còn cần phải sử dụng nguyên linh thạch. Tại Khương Lan giới, y không có gì là không thể làm được. Trong không gian của Khương Lan giới toàn thân Tần Vũ đứng giữa không trung, tại khương lan giới chuyển hóa trận ta muốn bố trí lớn tới mức nào mà không được tần vũ phóng ra một chỉ một điểm kim sắc quang mang từ ngón tay của tần vũ bay ra tần vũ tùy ý vẽ lên mặt đất chỉ một lúc sau phạm vi xung quanh vạn dặm đã được bố trí thành một trận pháp kim sắc chuyển hóa thôi tần vũ tâm ý máy động siêu cấp đại trận xung quanh phạm vi vạn dặm bắt đầu chuyển động bắt đầu thôn vệ lượng lớn nguyên linh chi khí từ từ chuyển hóa thành kim trúc năng lượng tốc độ chuyển hóa giảm đi một nửa tần vũ tâm y máy động trận pháp chuyển hóa tốc độ lập tức giảm đi một nửa tần vũ lập tức ngồi khoanh chân tại trung tâm của đại trận kim trúc năng lượng mạn thiên cái địa từ bốn phương tám hướng hùng hổ dung nhập vào thân thể tần vũ dung nhập vào trong cơ nhục gân cốt thẩm thấu vào từng sợi cơ thậm chí sâu tận vào trong từng tế bào toàn thân tần vũ từ từ chuyển biến hiện tại giảm tốc độ đi một nữa cũng tương đương với tốc độ hấp thu của ta tần vũ rất hài lòng đem ra so sánh cử chuyển ám kim thân còn có chút nhược điểm cửu chuyển ám kim thân trọng gần cốt cơ nhục làm phu như kim hình tông công pháp lại trọng cả cơ nhục lẫn gần cốt theo như trình độ kiên nhận hiện tại tần vũ gần cốt sánh ngang trung phẩm thần khí còn cơ nhục cứng rắn có lẽ chỉ bằng được hạ phẩm thần khí nếu như trung phẩm thần khí ước chừng có thể làm cho tần vũ chảy máu nhưng lại không phá được xương cốt của tần vũ suốt ba ngày ba đêm cứ như thế phong cuồng dung nhập kim trúc năng lượng vào cơ thể gần cốt cơ nhục của tần vũ không ngừng biến hóa ba ngày sau thân thể tần vũ đã hấp thụ tới mức cực hạn nếu còn tiếp tục hấp thu tần vũ thân thể sẽ bị kim trúc hóa cánh tay vung lên triệt tiêu đại trận cả vạn dạm này đối với ta mà nói kim hình tông sơ cấp công pháp cùng trung cấp cao cấp công pháp căn bồn không có gì khác biệt tần vũ mỉm cười rồi khẽ đạp một bước tiêu thất giữa không trung sơ cấp trung cấp cao cấp công pháp chỉ quyết định tốc độ chuyển biến của thân thể như tần vũ thân thể sớm đã tu luyện thành công hiện tại chỉ là trải qua một quá trình một quá trình thay đổi biểu hiện bên ngoài thực lực không có biến hóa quá lớn bất quá trong thể nội tần vũ đã có kim chi lực đặc thù của kim hình tông lưu truyền tần vũ trực tiếp tới nơi ở của giã cũ lúc này hầu phí đang cùng hắc vũ tu luyện tần vũ tạm thời không muốn tới quấy nhiễu giã củ tần vũ nhìn thấy giã củ cách đó không xa giã củ liền dừng tu luyện quay đầu nhìn về phía tần vũ rồi nở nụ cười mở miệng nói. Tần Vũ, tới ám tinh giới có cảm giác ra sao? Cảm giác cũng được. Tần Vũ cười nói. Bất quá, giã cù, ta vừa mới đoạt được một bộ tu luyện công pháp của ám tinh giới Kim Hình Tông, là một bộ công pháp sơ cấp, nhưng khi tu luyện, ta phát hiện ra cửu chuyển ám kim thân tựa như không bằng được công pháp của Kim Hình Tông hoa à. Thật sao? Nét mặt giã cù lộ rõ vẻ không tin tưởng. Tuyệt đối không thể. Tần Vũ vất tay lấy ra một khối ngọc giản, bên trong ẩn chứa bộ công pháp của kim hình tông giã củ tiếp lấy rồi quan sát một lượt cẩn thận suy nghĩ chốc lát quay sang tần vũ nói tần vũ ta cho rằng công pháp của kim hình tông lại không bằng công pháp của khủng long tộc ta tại sao cửu chuyển ám kim thân tu luyện đạt tới cửu tầng gần cốt có thể so với thượng phẩm thần khí nhưng cơ nhục lại yếu hơn một thành còn kim hình tông công pháp tu luyện tới cực đỉnh gần cốt lẫn cơ nhục đều có thể so với thượng phẩm thần khí ai tốt ai xấu chỉ nhìn qua là biết Tân Vũ nói. Giã Củ lắc đầu. Không đúng, nếu như hai người tư chất như nhau, phân biệt tu luyện cửu chuyển ám kim thân cùng kim hình tông công pháp, khẳng định người tu luyện cửu chuyển ám kim thân sẽ mạnh hơn. Ta nói cho ngươi biết, cửu chuyển ám kim thân ở bất cứ nơi đâu đều có thể tu luyện, nhưng còn kim hình tông công pháp thì sao? Tất phải kiến tạo một chuyển hóa trận pháp mới có thể luyện, đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai, cửu chuyển ám kim thân không cần phải hao tổn nguyên linh thạch bày trận, nhưng kim hình tông công pháp lại cần chỉ ít nguyên linh thạch tiêu hao cũng là một phần hao phí lớn xã cổ tự tin nói nguyên nhân quan trọng nhất là trước sau xương cốt vẫn cứng rắn lợi hại hơn so với cơ nhục cửu chuyển ám kim thân chính là khiến cho kẻ mạnh càng mạnh cơ nhục cũng đồng bộ tăng tiến còn kim hình tông công pháp ư ừ, vừa bắt đầu không phải là tăng cường gân cốt trình độ mà lại là để thăng cơ nhục đợi đến khi hai bên tương đương mới lại từ từ cùng nhau tăng tiến loại công pháp của kim hình tông này muốn tu luyện tới mức tuyệt đỉnh khẳng định khó khăn phi thường bởi vì độ khó để xương cốt để thăng tới thượng phẩm thần khí khẳng định so với cơ nhục đạt tới mức thượng phẩm thần khí còn dễ hơn nhiều tần vũ lập tức mỉm cười dã củ không ngờ lời ngươi nói cũng có đạo lý tần vũ trong quá trình tu luyện cũng cảm nhận được khiến cho độ cứng rắn của xương cốt tăng lên so với cơ nhục để thăng là dễ dàng hơn nhiều cơ nhục không chỉ cần cứng rắn mà độ dẻo dai lại càng quan trọng để cho cơ nhục chuyển biến cần phải cực kỳ cẩn thận chậm rãi. Xương cốt thì sao? Độ dẻo dai tuy quan trọng, nhưng độ cứng rắn còn quan trọng hơn. Ta có thể nói, chắc được rằng kim hình tông công pháp tu luyện về sau, nếu như không có ngoại lực giúp đỡ, căn bản không có khả năng đạt tới cực đỉnh, sánh với thượng phẩm thần khí. Giã củ mười phần khẳng định nói. Tần Vũ cảm thấy kinh ngạc. Người làm sao lại biết được? Phần công pháp y đưa tịnh không nói về việc này, Tần Vũ là từ ký ức của húc tông mới biết được. Giã củ tự tin nói bởi vì khủng long nhất tộc ta đã trải qua nhiều lần thí nghiệm dựa vào nguyên linh khí ở tầng bậc này làm năng lượng tu luyện cơ nhục tối đa đạt tới trình độ kiên ngạnh của trung phẩm thần khí chỉ có xương cốt bởi vì sinh ra đã chiếm ưu thế có thể sánh với thượng phẩm thần khí ta tuyệt không tin không dựa vào ngoại lực người của ám tinh giới có thể khiến cho cơ nhục đạt tới trình độ của thượng phẩm thần khí tần vũ gật đầu cười nói đúng nếu như tại một tinh cầu bình thường khổ tu cơ nhục tối đa chỉ sánh với trung phẩm thần khí còn ám tinh giới có một phương pháp giải quyết vấn đề này đó là nhờ trọng lực giúp đỡ trọng lực giã củ bắt đầu nghi hoặc giúp đỡ như thế nào ám tinh tân vũ nói sắc mắt giã củ liền biến đổi không thể nào ám tinh khác nhau thì trọng lực cũng bất đồng có những ám tinh chứa trọng lực ngay cả cao thủ đã tới cử chuyển ám kim thân đệ cửu tầng cũng không chịu đựng được đặt chân lên toàn thân liền bị ép thành từng mảnh nhỏ cả linh hồn cũng không trốn thoát được Tần Vũ hiểu được, ám tinh ở vũ trụ khoa kỹ trước đây của sư tôn lôi vệ có đi tới trung vu tinh, bạch ải tinh những hành tinh có lực hấp dẫn cực kỳ khủng bố. Ám tinh khác nhau, trọng lực cũng khác nhau, có những ám tinh khủng bố, lực hấp dẫn thậm chí gần bằng hố đen, cho dù có cứng rắn nhu thượng phẩm thần khí cũng liền bị bóp nát. Ta không tin người của ám tinh giới, có biện pháp tìm ra ám tinh thích hợp với việc tu luyện của bọn họ, lực hút vừa vặn đạt tới cực điểm của bọn họ, không vượt qua khả năng chịu đựng của họ làm sao có chuyện hoàn hảo như vậy được xã Củ khẳng định nói trước kia các vị tiền bối của khủng long tộc đã từng nghĩ tới việc dựa vào lực hút của ám tinh để tu luyện nhưng không ít tiến bối bị ám tinh hút lấy ngược lại còn mất cả tính mệnh từ đó không ai dám tự tiện tiến nhập ám tinh tần vũ gật đầu lực hút của má tinh thật sự khó nói chắc có những ám tinh lực hút cực nhỏ ngay cả tiên đế bình thường cũng có thể chịu được nhưng lại có những hành tinh cực kỳ khủng bố cả nguyên anh cũng bị đè nát ta cũng không biết tiền bối của ám tinh giới tìm ra ám tinh thích hợp như thế nào, nhưng ta lại biết, trong truyền thuyết của bọn họ có thập bát đế cấp ám tinh, đó là 18 khoa ám tinh, phân biệt thích hợp từ nhất tinh đế cấp cao thủ tới thập bát tinh đế cấp cao thủ, có thể tại một ám tinh chịu được một canh giờ thì tính là cao thủ thuộc vào tinh cấp đó. Tân Vũ cười nói, thập bát đế cấp ám tinh, thập bát vương cấp ám tinh, trong truyền thuyết có tam thập lục thí luyện ám tinh, gần như tất cả người của ám tinh giới đều biết toàn bộ cao thủ của ám tinh giới có hơn một nửa là tu luyện ở đó còn về việc tam thập lục tinh cầu thích hợp cho vương cấp đế cấp tìm ra như thế nào tần vũ cũng không cách nào tưởng tượng tần vũ cũng nghĩ giống như dã cù việc này gần như là không thể ví dụ như ám tinh thích hợp cho thập bát tinh đế cấp cao thủ tu luyện ít nhất người tìm ra thực lực phải đạt tới thập bát tinh đế cấp đây là thực lực mạnh nhất trước khi phi thăng cao thủ như vậy đi tìm kiếm tìm ra những ám tinh yếu hơn còn được nếu như tìm ra một ám tinh lực hút vượt qua khả năng chịu đựng của bản thân, có lẽ cũng mất mạng trong chớp mắt. Ám tinh giới, có bao nhiêu thập bát tinh đế cấp cao thủ, xem ra một người đã là rất khó, làm như thế nào có thể tìm kiếm như vậy? Nếu tới gần một ám tinh, từ từ tiếp cận ám tinh, nếu như không chịu được liền ly khai, chịu đựng được liền hạ xuống, loại phương pháp này có lẽ có khả năng tìm ra được một ám tinh thích hợp. Trong đầu Tần Vũ bỗng nhiên nghĩ ra được một phương pháp, nhưng chỉ lát sau, phương pháp này liền bị Tần Vũ bác bỏ ta thật là ngốc tần vũ tự chế giễu mình nếu như dựa theo phương pháp vừa nãy của tần vũ sau khi phi hành tiếp cận ám tinh đề kháng lực hút của ám tịnh không phải là thân thể mà là năng lượng của thể nội năng lượng thể nội càng mạnh lực đề kháng càng lớn người tu luyện thân thể nhục thể bình thường đều có thể so với uy lực của thể nội năng lượng giống như tu luyện cửu chuyển ám kim thân khi phi hành thì dùng cửu chuyển kính lực từ thể nội để triệt tiêu lực hút nhưng nhục thể bình thường chịu đựng so với thể thể nội cửu chuyển kính lực quy lực mạnh hơn nếu từ từ tiếp cận tinh cầu được chọn khẳng định không thể bằng cực hạn của nhục thể căn bản tu luyện cũng không có tác dụng bên ngoài tăng nạp thôn của ám tinh giới không ít người trẻ tuổi của tăng nạp thôn tụ tập tại một chỗ trung tâm là tu nhã vừa tu luyện ba ngày qua tu nhã hấp thu được dịch thể của kim hạch sau đó tiếp tục hấp thu kim trúc năng lượng hôm nay thực lực tu nhã vừa đạt tới nhất tinh vương cấp tiểu nhã chúc mừng từ hôm nay người đã nằm trong số năm người đứng đầu cùng lứa với bọn ta một thanh niên tóc nâu cười nói vài chục thanh niên xung quanh đều vui vẻ nói chuyện trong thôn có một cao thủ ưu tú mọi người đương nhiên là cao hứng bỗng nhiên một thiếu nữ tóc vàng nói a à nhã người tên lưu tinh thực lực ra sao dáng vẻ rất không bình thường ta thấy rất có thể là cao thủ giả mạo đừng nói lung tung lưu tinh kia ít nhất cũng giết chết húc tông một thiếu niên liền phản bác thiếu nữ tóc vàng hừ một tiếng khó nói Tên Lưu Tinh kia không biết chừng là ránh lén giết được Húc Tông, không thể chứng minh thực lực hắn mạnh. A à Nhã, ngươi nói xem, tên Lưu Tinh kia thực lực rất mạnh sao? Tu Nhã có chút tức giận, nhưng nàng còn nhớ rõ lời nhắc nhở của Tần Vũ, không cho phép nàng nói ra thực lực của Tần Vũ. A à Nhã cũng không nói, xem ra Lưu Tinh kia quả không ra gì. Thiếu nữ tóc vàng càng thêm khẳng định, ta thấy Lưu Tinh kia cùng lắm cũng chỉ là nhất tinh vương cấp, so với A à Nhã hiện tại cũng không cách biệt nhiều. Tu Nhã tức giận nói. Ta so với Lưu Tinh đại nhân còn kém xa, các ngươi không biết, ba vương cấp kim trúc thú lợi hại muốn giết ta, Lưu Tinh đại nhân trong chớp mắt đã giết cả ba vương cấp kim trúc thú đó. Trong chớp mắt, những người ở đó đều sững sờ. Không thể nào? Lập tức có vài thiếu niên thiếu nữ cùng lên tiếng. Trong lúc đang tranh luận với nhau, thanh niên tóc nâu khi nãy bỗng nhíu mày nói, "Không trùng hợp thế chứ, phía nam có một đám người đang hướng tới thôn trang của chúng ta." Nhất thời cả đám thanh niên liền im lặng nhìn sang phía nam chỉ một lúc vài trăm nhân ảnh đã từ không trung cực tốc phóng tới sau đó đến trước tàng nạp thôn đứng đầu là ba nam tử trung niên là người của kim dương thôn thanh niên tóc nâu nhíu mày rồi cao giọng nói nơi này là tàng nạp thôn không biết kim dương thôn các người tới đây là muốn làm gì trong số ba nam tử trung niên người đứng giữa liền tiến lên một bước mỉm cười nói ta là trưởng thôn của kim dương thôn cách đây không lâu bọn ta gặp phải một đàn kim trúc thú người trong thôn bị bức bách phải di chuyển thôn đi nơi khác sau khi bọn ta tới nơi ở mới thì phát hiện ra ta nạp thôn của các người cách thôn trang mới của bọn ta không tới trăm dặm cho nên mới tới đây để chào hỏi tang nạp thôn mà thôi gặp phải sự quần công của những kim trúc thú cường đại bị buộc phải di rời nơi ở của thôn ở kim hình tinh vực tại ám tinh giới hầu như trong tất cả các trọng tụ tinh đều thường xuyên phát sinh cảnh tượng này kim phong người đến chào hỏi tang nạp thôn của ta đi một mình là được vì sao lại mang một nhóm đông người như vậy vài trăm người, hơn nữa đều là những hảo thủ vương cấp, hẳn là ba phần mười số cao thủ của Kim Dương thôn ngươi. Cùng với thanh âm hùng hậu, một nam tử cường tráng mình trần đi ra, đó chính là Ti Lưu. Đệ nhị hào nhân vật của tang nạp thôn. Thôn trưởng Kim Dương thôn Kim Phong cười nhạt nói. Chúng ta đến, một là để chào hỏi, hai là muốn hỏi các người một chuyện. Chuyện gì? Ti Lưu nhíu mày, bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Truy cập kênh youtube gì các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé kim phong lạnh mặt lại lần này khi di rời người của kim dương thôn ta đã phân thành nhiều nhóm di chuyển trong đó có một nhóm hơn trăm người đi cùng nhau nhưng toàn bộ bọn họ đều đã bị chết chết toàn bộ ti lưu sắc mặt đại biến ngay cả nhóm người trẻ tuổi vây quanh bao gồm tu nhã cũng đều kinh hãi đột nhiên chết nhiều người như vậy đúng là chuyện phi thường ít thấy bởi vì kim trúc thú trí tuệ rất thấp kém muốn giết được hơn 100 cao thủ, gần như là chuyện không thể. Chúng ta đã tiến hành điều tra, trong nhóm người đó, ngoại trừ húc tông ra, những người khác đến cả thi thể cũng không có tìm ra, còn từ thương thế làm chết húc tông thì thấy, húc tông có lẽ là bị nhân loại giết, chứ không phải là kim trúc thú. Thanh âm kim phong phát lạnh. Thôn của con người gần đây, chỉ có tang nạp thôn các ngươi do đó, ta muốn biết có phải là người của các người đã giết chết húc tông, giết chết hơn trăm người đó hay không kim dương thôn và tăng nạp thôn có chút đối lập đó là cửu oán không biết đã kéo dài bao nhiêu năm rồi thêm nữa từ những gì đã thấy trên thi thể của húc tông không trách được kim phong lại hoài nghi tăng nạp thôn ti lưu kiên định đáp không chúng ta không làm vậy kim phong cười lạnh nói tuy là kim dương thôn chúng ta và các ngươi có đôi chút cửu oán nhưng cũng không đến mức một hơi giết hơn trăm tộc nhân của ta chứ lúc này một vị ngân phát lão giả từ tăng nạp thôn đi ra bên cạnh ông ta chính là tần vũ trưởng thôn mấy người ti lưu tu nhã đều khom người bấy giờ những tu luyện giả luôn ở trong tăng nạp thôn tĩnh tu cũng từng người lần lượt đi ra hơn nghìn người đã tập trung tại đây ngân phát lão giả đó truyền âm cho tần vũ lưu tinh đại nhân ta trước hết phải giải quyết chuyện này đã tần vũ nhẹ gật đầu hắn mới ra khỏi khương lan giới có hai ngày trong hai ngày này hắn luôn ở cùng chỗ với thôn trưởng tăng nạp thôn cũng chính là phụ thân của ti lưu ti tự tần vũ đã hơi biểu lộ phần nào thực lực ti tự thấy được liền đối đãi cung kính với tần vũ trưởng thôn kim dương thôn kim phong lạnh giọng hỏi ti tự trưởng thôn phải chăng ngươi cũng không thừa nhận hơn trăm người của thôn ta là do tang nạp thôn của ngươi giết ti tự liền nhếch ngân mi cười nhạt nói ta thừa nhận húc tông là bị người của ta giết chết nhưng những người khác thì tuyệt đối không phải phụ thân ti lưu nhíu mày nhìn phụ thân mình thừa nhận húc tông là do phe mình giết chết chuyện này sẽ rất lôi thôi kim phong cười lớn lên thật là trò cười, người thừa nhận Húc Tông là do các người giết, sao lại không có can đảm thừa nhận hơn trăm người còn lại cũng bị các người giết luôn đi? Tì tử, người có lẽ không phải là loại người đó chứ? Hốt nhiên một thanh âm rõ ràng sắc bén vang lên. Trường thôn Kim Dương thôn, Húc Tông thừa cơ lúc ta bị trọng thương muốn giết ta để cướp lấy Kim Hạch, cuối cùng mới bị giết chết. Còn những người khác, ta căn bản không gặp qua. Tu Nhã nhìn chằm chằm Kim Phong nói. Tiểu nha đầu, ta không hỏi ngươi, ngươi không được xen vào. Kim Phong lạnh lùng lếp tu nhã một cái. Hơn nữa, ngươi đừng có vũ nhục tôn nghiêm của con cháu Kim Dương thôn ta, chúng ta thả chết chứ không làm loại chuyện đó. Ở một bên, Tần Vũ chỉ cười nhạt trong lòng, một người bất quá thực lực chỉ tiếp cận cửu cấp yêu phương, không ngờ lại bá đạo như vậy. Tần Vũ đạm nhiên nói, "Kim Phong đúng không, Húc Tông là do ta giết, ta có thể làm chứng Húc Tông thành viên của Kim Dương thôn ngươi, đích xác là muốn thừa lúc tu nhã gặp nguy hiểm mà giết nó." "Ngươi là Kim Phong vừa muốn quát lên, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy Tần Vũ, sắc mặt liền nhẹ biến, rồi tức thì thái độ của hắn thay đổi hẳn, trở nên rất là lễ phép nói: Không biết đại nhân người là. Nghe thấy lời đó, đám thiếu nam thiếu nữ vừa mới cùng Tu Nhã tranh biện đều kinh hãi, đặc biệt là Kim Phát thiếu nữ đó, khó mà tin được thấp giọng nói với Tu Nhã: A à Nhã, lưu tinh đó thực là rất mạnh à? Ngay cả trưởng thôn của Kim Dương thôn cũng phải gọi hắn là đại nhân. Tu Nhã rất khẳng định đáp lưu tinh đại nhân quả thật là rất ghê gớm tại ám tinh giới nói chung đều xưng hô các cường giả là đại nhân ám tinh giới càng dùng bái cường giả hơn so với tiên mai yêu giới tại tiên mai yêu giới có thể là một vài người có bối cảnh phi thường sẽ nhận được sự tôn kính nhưng ở ám tinh giới dù cho có là con của quân chủ nếu công lực quá kém thì vẫn bị mọi người xem thường vị này là lưu tinh đại nhân ti tự lên tiếng lưu tinh đại nhân vừa đến tang nạp thôn ta trên đường đã cứu tu nhã kim phong không lẽ người không tin lời nói của lưu tinh đại nhân kim phong nhất thời thấy khổ não trong lòng thứ nhất linh hồn chi lực của hắn căn bản không phát hiện được gì ở tần vũ nên ít nhất tần vũ phải tương đương với hắn thứ hai trên người tần vũ phát tán ra một loại khí tức mà chỉ có ở đế cấp cường giả kim phong cũng chỉ là đã từng tới tam thập lục thí luyện ám tinh gặp được một vài đế cấp cao thủ nên mới cảm thụ qua loại khí tức đó kim phong đương nhiên không dám hoài nghi lời của lưu tinh đại nhân chỉ là hơn trăm người khác làm sao lại chết Kim Phong nói tiếp: Hơn nữa, Húc Tông đi cùng với bọn họ, làm sao có thể phát sinh được chuyện như Lưu Tinh đại nhân đã nói. Lúc này, một nam nhân trung niên đứng bên cạnh Kim Phong ngẩng đầu nói: "Lưu Tinh đại nhân thực lực mạnh, địa vị cao quý, ta đương nhiên không dám hoài nghi đại nhân, nhưng Húc Tông là con cháu của Kim Dương thôn ta, ít nhất cũng có tôn nghiêm của thành viên Kim Dương thôn, loại hành vi mà đại nhân đã nói, ta căn bản không thể tin được là Húc Tông đã làm." Tần Vũ cười nhạt nói: chi nhân chi diện bất tri tâm các người có lẽ cũng hiểu rõ đạo lý đó nhóm người của kim dương thôn đích xác có phần cố chấp tần vũ tiếp tục nói ngoài ra nếu quả thực như các người đã nói là người của tăng nạp thôn đã giết người của các người hơn trăm người đó đều đã bị hủy thi diệt tích nhưng vì lẽ gì lại không có làm như thế với húc tông kia mấy người kim phong giữ người đúng a à, hơn trăm người đều đã bị hủy thi diệt tích nhưng vì sao thi thể của húc tông vẫn còn tần vũ đạm nhiên nói hơn nữa lúc ta đang đến tang uyên tinh có dùng linh hồn chi lực thăm dò thì đã từng phát hiện có một nhóm đông kim trúc thú đang vây công thi thể của hơn trăm người chỉ là lúc đó ta không hề để ý nếu ta đoán không sai hơn trăm người đó có lẽ chính là người của kim dương thôn các ngươi trong ám tinh giới đều gọi trung tiên thức yêu thức mấy thứ đó là linh hồn chi lực cái vốn được dùng để tìm kiếm chính là linh hồn chi lực do đó tần vũ nói linh hồn chi lực là lẽ tự nhiên người của kim dương thôn biến xác kim phong lạnh giọng nói lưu tinh đại nhân ngài nói linh hồn chi lực của ngài đã tìm thấy có một nhóm đông kim trúc thú vây công hơn trăm người vậy đại nhân vì sao đã không cứu tộc nhân của ta cứu tần vũ nín thinh hắn không có nghĩ tới việc cứu điều này không thể trách tần vũ khi hắn phiêu bạt ở tiên ma yêu giới dùng tiên thức thăm dò một vài tinh cầu thì thường xuyên phát hiện thấy trên những tinh cầu này có hàng trăm hàng nghìn trường chém giết tần vũ không thể cứ luôn phải đến cứu từng người một như vậy chứ qua một thời gian dài Tần Vũ đã hình thành thói quen đối với chuyện này. Chính khi đi tới Tăng Nguyên Tinh, dùng tiên thức thăm dò cả Tăng Nguyên Tinh, Tần Vũ đã phát hiện ra vài chục trường chém giết đang diễn ra. Không lẽ Tần Vũ nhất định phải đi cứu những người yếu, cứu hết mấy chục trường chém giết đó? Nếu mỗi cuộc đều phải cứu, thì lúc Tần Vũ lang thang ở tiên ma yêu giới, chỉ việc cứu người thôi cũng đủ làm hắn chết vì mệt rồi. Người nghĩ ta là ai? Người bảo hộ cho kim dương thôn của ngươi sao? Tần Vũ lạnh giọng nói khi ta phiêu bạt ở ám tinh giới, mỗi lần đi qua một tinh cầu, phát hiện thấy bao nhiêu trưởng tư sát, người nghĩ là ta phải cứu từng cuộc chém rất đó ư. Đám người kim dương thôn bế khẩu, chỉ là sâu trong đáy lòng, họ đều có lửa giận, dù sao thì Tần Vũ đã từng có cơ hội cứu người của họ. Tần Vũ hốt nhiên hỏi. Cái thôn đang được kiến thiết ngoài trăm dặm kia chính là kim dương thôn các ngươi. Kim Phong ứng tiếng. Đúng. Tần Vũ cười nhạt nói. Nói cho các ngươi một chuyện, lúc này chính đang có một nhóm kim trúc thú số lượng không dưới một nghìn chúng phân thành hai đội từ hai phía một trước một sau tới giết thôn của các ngươi đó a à, kim phong cả kinh rồi tức thì linh hồn chi lực của hắn phát tán ra sau đó hờ hững cười một tiếng tổng cộng hơn một nghìn kim trúc thú tuy cũng khá khó đối phó nhưng muốn giết sạch bọn chúng thì vẫn có khả năng tần vũ cười nhạt nói đừng quá tự tin tần vũ sớm đã phát hiện ra Số lượng đám kim trúc thú đó có thể coi là không đáng sợ, nhưng bọn chúng có một thủ lĩnh. Thủ lĩnh đó là kim trúc thú mạnh nhất trong cả Tăng Uyên Tinh, một kim trúc thú đế cấp. Kim Phong lại có dáng vẻ đầy tự tin. Lưu Tinh Đại Nhân, không lẽ ngài không biết kim trúc thú chính là đối tượng thí luyện cho sự trưởng thành của người ám tinh giới ta? Vô luận thế nào, bọn chúng cũng không thể diệt thôn chúng ta được, ít nhất trưởng lão sẽ không thể không để ý. Ô, Tân Vũ Nghi hoặc hỏi, đối tượng thí luyện? trưởng thôn ti tự bên cạnh nhìn tần vũ nói lưu tinh đại nhân chuyện này ngài có thể không hiểu đó là lời mà trưởng lão đã nói với chúng ta lý do mà kim trúc thú tồn tại chính là để rèn luyện tộc nhân của chúng ta nhưng kim trúc thú đều nằm trong sự kiểm soát của trưởng lão sẽ không thể gây nguy hiểm tới an toàn của một thôn tần vũ đã hiểu rõ trong lòng tác dụng của mỗi một trường lão của trọng tụ tinh chính là thủ hộ cho trọng tụ tinh đó đồng thời giám sát các chuyện xảy ra trên trọng tụ tinh tránh cái loại đại tai nạn mà cả thôn bị diệt hết trung quy nhân khẩu của ám tinh giới vốn đã rất thưa thớt rồi nhưng thực lực của trưởng lão các ngươi cũng không bằng đế cấp kim trúc thú kia tần vũ thầm nói trong lòng trường lão điện đặt trên đỉnh một ngọn núi ở tang uyên tinh trường lão đó đích xác là có thực lực đế cấp nhưng nhìn linh hồn cảnh giới thì cũng chỉ là thực lực của nhị cấp yêu đế thôi còn đế cấp kim trúc thú kia thực lực lại gần bằng tứ cấp yêu đế trường lão căn bản không thể phát hiện được đế cấp kim trúc thú đó thì làm sao mà bảo hộ được bọn họ đây tần vũ cười nhạt nói Ta nói rồi, các ngươi đừng quá tự tin. Kim Phong tức thì nói với nhóm người xung quanh. Chúng ta trước hết hãy quay về đã, hơn nghìn kim trúc thú đó tuy không tính là tai họa gì, nhưng nếu chúng ta không về, người trong thôn ứng phó sẽ có phần khó khăn. Vâng, trường thôn. Lập tức, vài trăm người cực tốc bay về phía kim dương thôn. Tần Vũ hốt nhiên nói. Tí tự, người theo ta đi xem xem tần vũ biết rõ chỉ bằng vào nhóm người mà thực lực kẻ mạnh nhất mới tiếp cận cửu cấp yêu vương của kim dương thôn căn bản không thể đối phó được kim trúc thú có thể so sánh với tứ cấp yêu đấy đó ti tự gật đầu nói được ta cũng muốn xem xem kim dương thôn làm sao để ứng phó công kích của kim trúc thú sau đó ti tự cùng tần vũ hai người trực tiếp đi về phía kim dương thôi ti lưu nói với người tăng nạp thôn vây quanh mọi người hãy quay về trước hiện giờ kim trúc thú đang quần công kim dương thôn nói không chừng lúc nào đó có thể tác động tới nơi này của chúng ta, mọi người phải cảnh giác một chút. Bấy giờ, mấy người trẻ tuổi bọn Tu Nhã còn đang đàm luận với nhau. "A à Nhã, lưu tinh đại nhân đó lợi hại quá a, à. vừa rồi ta thấy trưởng thôn chúng ta và trưởng thôn của Kim Dương thôn đối với y rất là cung kính." Kim Phát thiếu nữ hai mắt phát sáng. "Không lẽ y là đế cấp cao thủ?" Tu Nhã không lên tiếng, vọng nhìn về phía Tần Vũ y Khai. "Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Ti tự, ta hỏi ngươi một chuyện." kim trúc thú nói chung trí tuệ thấp kém rút cục nguyên nhân là vì sao phải chăng tất cả bọn chúng trí tuệ đều như vậy ti tự cười nói đại nhân có phải là thường ở trên một tinh cầu nào đó khổ tu hay không đúng tần vũ biết vấn đề mình nêu ra có phần kém hiểu biết ti tự gật đầu nói không trách đại nhân đối với chuyện này không rõ kim trúc thú chỉ có ở nguyên động tinh mới sinh ra được thực lực của chúng rất mạnh bất quá không biết xảy ra chuyện gì trí tuệ bọn chúng lại rất thấp nhưng Kim trúc thú một khi đạt đến đế cấp thì sẽ sở hữu trí tuệ tương đương với chúng ta. Đế cấp, Tần Vũ hoàn toàn hiểu ra, bảo sao lúc nhóm kim trúc thú đó đánh tới kim dương thôn, phối hợp với nhau lại tốt như vậy, không hề loạn một chút nào. Nhưng đế cấp kim trúc thú cực kỳ ít, số lượng đạt đến đỉnh phong vương cấp thì rất nhiều, cái quan này đó, một khi đột phá được, bọn chúng sẽ có trí tuệ, kim trúc thú không có trí tuệ, thì tịnh không đáng sợ, nhưng nếu đã có rồi, dù cho độ cứng rắn của thân thể của đế cấp so với vương cấp chỉ đề cao hơn hai lần thực lực lại chênh lệch tới hơn 10 lần có khi còn mạnh hơn nữa tỳ tự trịnh trọng nói ngay cả thánh tinh cũng đã tổ chức chấp pháp đội chuyên môn đi truy sát những đế cấp kim trúc thú bởi vì bọn chúng có thể rất dễ dàng làm cho người của nguyên động tinh toàn bộ chết hết ít nhất 100 triệu năm trở lại đây đã có năm nguyên động tinh bị diệt rồi Tân vũ cười nói lần này nếu không phải là ta tới đây tang uyên tinh chính là thứ sáu ti tự liền biến sắc ý tứ của đại nhân là nơi này đã có đế cấp kim trúc thú không thể nào trưởng lão làm sao chưa có phát hiện chứ ánh mắt tần vũ hướng về kim dương thôn phía không xa trưởng lão thực lực của trưởng lão các ngươi cũng khoảng tứ tinh đế cấp còn kim trúc thú kia lại là khoảng thất tinh đế cấp rồi trưởng lão các ngươi sao có thể phát hiện được đây thất thất tinh đế cấp kim trúc thú ti tự mở to hai mắt mặt đầy vẻ kinh hãi rồi hắn lắc đầu liên tục nói không thể nào tuyệt đối không thể nào các đời trưởng lão đều luôn giám sát bất quản thế nào cũng không thể để mặc cho kim trúc thú trưởng thành tới được thất tinh đế cấp khi nó vừa mới tới đế cấp thôi khẳng định đã bị trưởng lão của thế hệ đó giết rồi tần vũ nghe thấy ti tự nói vậy cũng nghĩ tựa hồ như đế cấp kim trúc thú không có khả năng sống sót càng không có khả năng sống mà đạt đến thực lực của thất tinh đế cấp lời tác giả ở ám tinh giới đế cấp phân thành thập bát tinh tần vũ hốt nhiên hỏi nguyên nhân mà năm nguyên động tinh đã bị đế cấp kim trúc thú hủy diệt trong quá khứ là gì tì tự hơi ngẩn người rồi tức thì thở dài nói năm nguyên động tinh đó sở dĩ bị đế cấp kim trúc thú tiêu diệt là vì khi những đế cấp kim trúc thú đó vừa đạt đến nhất tinh đế cấp thì đã lập tức ly khai khỏi nguyên động tinh đến khi thực lực lớn mạnh rồi mới quay lại công kích nguyên động tinh thông minh tần vũ bật cười những đế cấp kim trúc thú đó quả thực thông minh biết rằng mình vừa đạt được đế cấp sẽ đối phó không được những cao thủ cường đại không ngờ đã hiểu được cần phải ly khai khỏi nguyên động tinh lời tác giả cách gọi của ám tinh giới về trọng tụ tinh trước tiên để cao thực lực bản thân rồi sau đó mới quay lại tấn công tần vũ phán đoán ti tự ta nghĩ đề cấp kim trúc thú kia cũng là từ ngoại giới vào tới tăng uyên tinh ti tự trịnh trọng nói chuyện này rất quan trọng một thất tinh đề cấp kim trúc thú là mối nguy hại quá lớn việc này nhất định phải bầm báo cho trưởng lão đồng thời cho thánh tinh vừa nói ti tự vừa lấy ra một viên truyền tấn linh châu công cụ truyền tấn của ám tinh giới này không ngờ cũng là truyền tấn linh châu tần vũ ngạc nhiên trong lòng thực tế tần vũ không biết rằng tiên giới ma giới yêu giới sở dĩ sử dụng truyền tấn linh châu chính là học tập ám tinh giới luận về sự lâu đời ám tinh giới được thành lập một khoảng thời gian dài hơn nhiều so với tiên giới ma giới yêu giới trưởng lão sẽ lập tức đến ti tự thu lại truyền tấn linh châu nói với tần vũ tần vũ gật đầu rồi nhìn về kim dương thôn hiện giờ chưa cần vội vàng để cấp kim trúc thú đó còn chưa công kích đang tấn công chỉ là một vài vương cấp kim trúc thú chỉ thấy trong cả kim dương thôn gần hai nghìn giải nhân ảnh đang cấp tốc lấp lóe đánh giết cùng với kim trúc thú xem ra rõ ràng là nhân loại đang chiếm ưu thế kim trúc thú thực lực tuy là không tệ nhưng trí tuệ lại thấp kém không có trí tuệ thực lực bản thân có thể phát huy được một nửa đã là giỏi lắm rồi suýt phần bụng của kim trúc lang đã bị hai bàn tay xuyên qua rồi tức thì bị hung hãn xé toạc thành hai trung niên nhân đã giết chết kim trúc lang còn điên cuồng kêu gào một tiếng người đó chính là trưởng thôn kim dương thôn kim phong Tì tự nói với tần vũ bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé thực lực của kim phong rất mạnh linh hồn cảnh giới tuy là thập bát tinh vương cấp nhưng thân thể hắn lại cường hãn vô cùng có thể so được với nhất tình đề cấp tần vũ đương nhiên đã đoán ra trong lòng nguyên nhân là vì kim hạch sử dụng lượng lớn kim hạch hấp thu dịch thể bên trong có thể làm cho thân thể cũng như thực lực phát triển mạnh hơn nhiều thân thể của nhất tinh đế cấp mà đi bắt nạt kim trúc thú vương cấp kim phong đánh giết quả thật là tiêu sái vô cùng thân hình kim phong như điện nơi nào hắn đi qua lần lượt các kim trúc thú đều liên tục bị xé nát máu bắn ra trưởng thôn một vài tu luyện giả của kim dương thôn hoan hô lên chỉ trong chốc lát kim trúc thú đã tử thương quá nửa còn người của kim dương thôn đến hiện giờ mới chết có ba bị thương vài chục người cùng với sự gia tăng ưu thế tin rằng giết chết hết được những con thú còn lại tổn thất của kim dương thôn sẽ ít hơn tân vũ cười nói trưởng lão các ngươi đến rồi Tiên thức của hắn phát hiện rõ ràng một nhân ảnh từ phía xa đang cấp tốc bán tới nháy mắt thì đã đến trên bầu trời của kim dương thôn xem dáng vẻ đó hình như cũng đang sử dụng linh hồn chi lực cẩn thận tìm kiếm kim trúc thú đế cấp trưởng lão của tăng nguyên tinh là một nam tử trung niên đầu hói, toàn thân ẩn hiện kim quang, ánh mắt như điện quét xuống khắp nơi ở Kim Dương thôn phía dưới, nhìn thấy Tần Vũ và Ti Tự thì chỉ gật nhẹ đầu tịnh không có qua. Hiển nhiên, trưởng lão đó quan tâm tới chuyện kim trúc thú đế cấp hơn, linh hồn chi lực không ngừng lục soát phía dưới. Linh hồn cảnh giới tranh lệch nhiều như vậy, ngươi làm sao mà tìm thấy được? Tần Vũ thầm nói trong lòng, tiên thức của Tần Vũ nhìn về kim trúc thú đế cấp đó. Kim trúc thú đế cấp này có đầu giống của báo săn, toàn thân thể thì do một loại kim loại màu xanh sẫm cấu thành nên đôi con người băng lãnh quét nhìn trưởng lão ở không trung một cái thoáng có vẻ coi thường rõ ràng là nó căn bản không để tâm tới trưởng lão kim trúc thú đế cấp hướng ánh mắt về kim phong đang chém giết khắp nơi đi chết đi kim phong mặt nhuốm máu tanh nở nụ cười đơn thủ hóa thành chảo xé cắt mở không gian trực tiếp quáp nát đầu của một con kim trúc hổ tạo nên rắc một tiếng hốt nhiên <laughs> một đạo quang mang màu xanh sẫm xé tan bầu trời bắn thẳng tới kim phong trưởng lão vẫn luôn đang dám thì tình thế cũng liền cấp tốc bắn tới quang mang màu xanh sẫm đó còn kim phong lúc đó không khỏi cảm thấy một sự khiếp sợ trực tiếp bay nhanh về phía sau bông trưởng lão không ngờ đã chặn được kim trúc thú hình con báo đó tì tự thấy cảnh này trên mặt có một nụ cười nhẹ còn tần vũ thì lại lắc đầu kim trúc thú đề cấp đó cố ý giảm bớt tốc độ lại tần vũ lên tiếng nó ra tay trước còn trưởng lão đi chặn đầu sao với thực lực của trưởng lão tốc độ làm sao có thể hơn được kim trúc thú thất tinh đế cấp chứ hiện giờ bị ngăn cản như vậy hiển nhiên là do nó cố ý Ti tự bỗng hiểu ra nó muốn giết trưởng lão thân thể ti tự run lên trưởng lão của tăng nguyên tinh lưu đồng lúc này đang đầy kinh hãi ở trong lòng trước đó vài ngày y đã từng nhận được tin tức của thánh tinh rằng tinh vực xung quanh đây có kim trúc thú đế cấp tới lui bảo y phải thận trọng mấy ngày này lưu đồng vẫn luôn cẩn thận quan sát vừa rồi truyền tấn của ti tự khiến y lập tức đi tới hiện giờ y cũng đã gặp kẻ được gọi là kim trúc thù đế cấp nhưng lưu đồng làm sao có thể ngờ được rằng kim trúc thù đế cấp này lại mạnh đến vậy chỉ ba chiêu ngực của lưu đồng đã bị lưu một vết thương rất lớn máu tươi chảy ròng ròng nếu không phải là vừa rồi hơi nhích người được một chút có lẽ y đã bị mổ bụng moi ruột rồi đối với tiên nhân hay ma giới cao thủ mổ bụng moi ruột không tính là gì nhưng đối với người của Ám tinh giới đó thực là trọng thương cực kỳ nghiêm trọng trưởng lão tang uyên tinh đừng phản kháng người không phải là đối thủ của ta người của cả tang uyên tinh này đều phải chết không một kẻ nào có thể trốn thoát cặp mắt của con báo san màu xanh sẫm nhìn chằm chằm lưu đồng nhưng thanh âm vang lại lên trong não của y lưu đồng chấn động trong lòng kim trúc thù đế cấp sở hữu trí tuệ tương đương với nhân loại quả nhiên là sự thật linh hồn chi lực của báo san đó truyền âm tiếp người là trưởng lão của nguyên động tinh thứ hai mà ta giết Lưu Đồng nghe thấy vậy liền run lên, không lẽ đã có trưởng lão nguyên động tinh nào đã chết? Xoát! Tốc độ của lợi trào đột nhiên đề cao hơn năm thành, gần như nháy mắt đã tới trước mặt Lưu Đồng. Đối diện với một trào này, Lưu Đồng nhắm mắt lại, y căn bản tránh không được, y chỉ có thể nhắm mắt đợt chết thôi. Tứ tinh đấu với thất tinh, tranh lệch quả thật quá lớn, tuy nhiên, Lưu Đồng đợi một lúc lâu vẫn không thấy móng vuốt đó đánh xuống. Này, tiểu báo tử, đừng trừng mắt với ta. Một thanh âm vang lên lưu đồng nhẹ mở mắt thì thấy một cảnh khiến hắn trợn mắt há mồm một người trẻ tuổi đang dùng một tay nắm lấy cổ của kim trúc thú đề cấp đó nhấc nó lên quang mang toàn thân của kim trúc thú đề cấp báo săn không ngừng lóe sáng như muốn phản kháng dù chỉ bị siết chặt lấy cổ nhưng không ngờ kim trúc thú vô luận làm thế nào cũng không thoát khỏi một bàn tay đó của người trẻ tuổi kia là hắn đúng rồi hắn chính là người đứng bên cạnh ti tự vừa nãy lưu đồng bỗng nhớ ra lúc này tần vũ nhìn về lưu đồng mỉm cười nói trưởng lão tang uyên tinh ta xin tự giới thiệu ta là lưu tinh tinh tế khổ tu giả tinh tế khổ tu giả lưu đồng kinh hãi trong lòng tại ám tinh giới đích xác có một nhóm tinh tế khổ tu giả những người này không cầu hưởng thụ chỉ phiêu bạt khổ tu không ngừng ở ám tinh giới bao la bát ngát họ thanh danh không vẻ vang nhưng thực lực thực tế lại mạnh đến đáng sợ trung quy nếu không có thực lực cường đại lại dám ở giữa các hành tinh mà khổ tu sao ta là trưởng lão của tang nguyên tinh lưu đồng xin cảm tạ nghĩa cứu mạng của lưu tinh đại nhân đồng thời cũng xin cảm tạ ngài đã cứu cả ta nguyên tinh của chúng ta lưu đồng hết sức cảm kích trong lòng một thất tinh đế cấp kim trúc thú a à, nếu không phải là có tần vũ ta nguyên tinh khẳng định đã tiêu rồi hơn nữa một thất tinh đế cấp kim trúc thú còn có thể thông qua đại na di tiếp tục gây hại đến các nguyên động tinh khác mối nguy hiểm đó thật quá lớn ngoài ra theo như lời truyền âm của kim trúc thú đế cấp vừa rồi thì đã có một trưởng lão tinh cầu bị giết rồi lúc này đám kim trúc thú không có kim trúc thú đế cấp chỉ huy đã hoàn toàn rơi vào thế yếu bắt đầu điên cuồng chạy trốn chỉ giây lát những kim trúc thú may mắn sống sót đã bỏ chạy hết trưởng lão đại nhân mấy người kim phong đi tới cung kính nói ti tự cũng đã tới cung kính chào trưởng lão đại nhân kim phong có vài phần sợ hãi nhìn kim trúc thú đế cấp một cái hỏi trưởng lão đại nhân kim trúc thú này là ở đẳng cấp gì vậy phải chăng là đế cấp hung danh của kim trúc thú đế cấp ai mà không biết đây lưu đồng gật đầu nói kim trúc thù đế cấp này rất lợi hại đã che đậy việc nó mạnh hơn ta còn về thực lực chân chính của nó lưu tinh đại nhân chắc đã nhìn ra lưu đồng trưởng lão cung kính nhìn về tần vũ kim phong liền nheo mắt những người của kim dương thôn cũng vậy đều chấn động trong lòng ngay cả trưởng lão cũng phải xưng hô đại nhân à tần vũ gật đầu nói thực lực của nó có thể coi là không tệ đã đến thất tinh đế cấp tần vũ vẫn một tay nắm lấy cổ của kim trúc thù đế cấp mặc cho nó dãy ruộng thế nào, cũng không thay đổi được gì. Thất tinh đế cấp Tu luyện giả của Kim Dương Thôn đều trợn mắt lên nhìn Kim Trúc Thú báo săn giống như món đồ chơi trong tay của Tần Vũ. Kim Trúc Thú bị nắm lấy cổ mà không cách gì phản kháng lại đó là thất tinh đế cấp Kim Trúc Thú. Nếu thật là như vậy, thì vị Lưu Tinh Đại Nhân đang mỉm cười trước mắt kia là cao thủ tinh cấp bao nhiêu đây? Lưu Tinh Đại Nhân, lúc trước Kim Phong đối với ngài bất kính, mong Đại Nhân tha thứ. Kim Phong đột nhiên tiến lên, cúi thấp đầu cung kính nói. Kim Phong khi biết Tần Vũ có thể dễ dàng chế phục một thất tinh đế cấp kim trúc thú thì hoàn toàn tình ngộ, nhất định là một cao thủ, căn bản không phải là một kẻ chưa tu luyện đạt đến đế cấp như hắn có thể so sánh. Lưu tinh đại nhân, xin tha thứ cho chúng tôi. Hai huynh đệ của Kim Phong cũng cung kính nói. Lưu đồng trưởng lão nhìn về phía Tần Vũ dò hỏi. Lưu tinh đại nhân, Kim Phong bọn họ đắc tội với ngài sao? Nếu như quả thật bọn họ tại địa phương nào đã đắc tội với đại nhân, mong đại nhân, hãy tha thứ cho bọn họ lưu đồng trưởng lão cũng cung kính khẩn cầu tại ám tinh giới thực lực cường đại tự quyết định địa vị hấp thụ trí nhớ của húc tông tần vũ đối với ám tinh giới mọi quy tắc đều biết rất rõ ràng lúc này liền cười nói kim phong thôn trưởng không cần quá để ý người lúc ấy cũng chỉ là vì đồng thôn tu luyện giả bị giết cho nên bị cửu hận làm mờ mắt ta có thể hiểu được lưu tinh đại nhân kim phong trong lòng một trận cảm động hắn bây giờ còn nhớ rõ thái độ đối với tần vũ lúc ở tại tang nạp thôn không nghĩ tới lưu tinh đại nhân tôn quý thật rộng lượng như thế tần vũ trong lòng bất đắc dĩ nhìn về phía lưu đồng trưởng lão nói trưởng lão ta có việc tìm ngươi hỗ trợ đương nhiên trước tiên trưởng lão với ta tới tang nạp thôn một lần ta muốn cùng với cô gái lúc trước từ biệt lưu tinh đại nhân mời lưu đồng trưởng lão bên cạnh tần vũ sau đó lùi lại theo sau đối với tần vũ tôn kính liếc mắt có thể thấy được sau đó tần vũ ti tự lưu đồng trưởng lão ba người bay về hướng tang nạp thôn cách đấy không xa mà giờ phút này trong tang nạp thôn mọi người đều đang rất cảnh giác bọn họ lo lắng đám kim trúc thú công kích thôn lạc của họ gặp lại ti tự đã về những tu luyện giả đang cảnh giới lập tức đem tin tức truyền ra cả thôn nhất thời tăng nạp thôn quá ngàn người ùn ùn kéo đến trong đó có cả tu nhã a à nhã cô gái lúc trước hoài nghi tần vũ giờ kéo cánh tay tu nhã chỉ một ngón tay về phía tần vũ người xem đó là trưởng lão trưởng lão giống như đối với lưu tinh đại nhân cũng cung kính vậy tu nhã trong lòng không biết như thế nào có chút cảm giác bất hảo nhưng vẫn cứ đối với người bạn lớn lên từ nhỏ của mình nói lật hinh lưu tinh đại nhân lúc trước đã nói với ta đúng là đến đây tìm trưởng lão lưu đồng trưởng lão trưởng quản cả tăng uyên tinh cũng xuất hiện tại thôn này mấy lần cơ hồ cả Tang uyên tinh mọi người đều nhất biết vị bảo hộ tang uyên tinh tối cường đại này bái kiến trưởng lão đại nhân đám tu luyện giả tăng nạp thôn cung kính hành lễ Lưu Đồng Trường lão bay đến phía trước, quay lại phía dưới một đám người nói: "Vị này là Lưu Tinh đại nhân, Lưu Tinh đại nhân hôm nay sẽ rời đi, trước khi đi." "Tu Nhã." Tần Vũ đột nhiên hô lên. Đối với cô gái Tu Nhã này, với vẻ kiên cường, khắc khổ, Tần Vũ tận đáy lòng cũng cảm thấy yêu thích, đương nhiên chỉ là yêu thích như đối với muội muội mà thôi, bây giờ phải đi, trước tiên cũng phải cá biệt một chút, nếu không trong lòng cũng không thấy thoải mái. "Lưu Tinh đại nhân, ngài phải đi sao?" tù nhã nhất thời trong lòng cũng loạn lên tù nhã rất ít sùng bái người khác đến khi gặp được tần vũ có thể nhấc tay giết chết ba đại vương cấp kim trúc thú một cách dễ dàng thì trong lòng bắt đầu sùng bái tần vũ tần vũ tại đáy lòng của nàng rất mạnh gần như hoàn mỹ đúng ta phải đi rồi tần vũ gật đầu nói lập tức giơ lên truyền thuyết đế cấp kim trúc thú đây là thất tinh đế cấp kim trúc thú tần vũ một tay bắt được căn bản không thể phản kháng trước khi đi ta tặng cho ngươi một lễ vật tần vũ cười nói lễ vật tu nhã từ từ sửng sốt phía sau lưng lưu đồng trưởng lão cũng phảng phất đoán được tần vũ muốn làm gì liền truyền âm nói lưu tinh đại nhân đế cấp kim trúc thú này bất luận thế nào đều không thể để nó sống sót cần phải giết chết nó trong ám tinh giới đế cấp kim trúc thú nguy hại rất lớn thật sự rất lớn ám tinh giới mọi người gặp được đế cấp kim trúc thú đều hết sức giết chết bất luận thế nào đều không thể để nó có cơ hội hủy diệt nguyên động tinh của chúng ta tần vũ nào nào hắn bắt đế cấp kim trúc thú này vốn là muốn thuần phục nó rồi sau đó mang tặng cho tu nhã người khác khó có thể thuần phục đế cấp kim trúc thú nhưng tần vũ thì có biện pháp bây giờ xem ra ám tinh giới căn bản không cho phép đế cấp kim trúc thú tồn tại chuyện này đơn giản thôi tần vũ cười định lập tức giết chết thất tinh đế cấp kim trúc thú nhưng mà trong lúc này người tốt nhất không nên giết ta nếu không huynh đệ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu thất tinh đế cấp kim trúc thú hung hăng giương mắt nhìn tần vũ cặp mắt lạnh băng trong mắt chất chứa cửu hận tần vũ động lòng thất tinh đế cấp kim trúc thú này còn có huynh đệ nhưng với thực lực của bản thân chẳng lẽ còn sợ một nho nhỏ kim trúc thú tiểu báo tử chẳng lẽ ngươi cho rằng huynh đệ ngươi là đối thủ của ta sao tần vũ truyền âm nói thất tinh đế cấp kim trúc thú sửng sốt tần vũ dễ dàng chế phục hắn thực lực dĩ nhiên cao thâm khôn lường chỉ nghe ca sát một tiếng thất tinh đế cấp kim trúc thú đầu đã bị tần vũ một trường trực tiếp đánh vỡ tức thì một đạo năng lượng màu vàng từ trong tay tần vũ bắn ra kéo lấy một viên kim hạch bay đến thất tình đế cấp kim hạch tăng nạp thôn vô số người trong mắt quang mang nhất thời sáng người kim hạch đẳng cấp đế cấp căn bản trăm ngàn năm khó gặp ngay cả lưu đồng trưởng lão cũng có chút động tâm tần vũ cười nói với lưu đồng lưu đồng trưởng lão viên kim hạch thất tinh đế cấp này độ chân quý ngươi nên biết được dịch thể bên trong kim hạch này ngươi chờ cho tu nhã thực lực đầy đủ thì ho nàng phục dụng thi thể thất tinh đế cấp kim trúc thú này thì cho ngươi lưu đồng bắt đầu kích động cảm ơn lưu tinh đại nhân lưu đồng nhìn về phía thi thể thất tinh đế cấp kim trúc thú hai mắt tỏa sáng đối với đế cấp cao thủ mà nói kim hạch có tác dụng rất thấp một tinh hai tinh đế cấp cao thủ kim hạch đối với bọn họ còn có chút hấp dẫn đối với lưu đồng trường lão là một tứ tinh đế cấp cao thủ kim hạch bình thường căn bản không có chút hấp dẫn dù là kim hạch thất tinh đế cấp cũng chỉ làm hắn thoáng động tâm mà thôi thực sự hấp dẫn lưu đồng chính là thi thể thất tinh đế cấp kim trúc thú kim trúc thú sở dĩ gọi là kim trúc thú đó là bởi vì thân thể do kim trúc cấu thành kim trúc thú khi sinh ra mặc dù thân thể là kim trúc nhưng thân thể linh hoạt vô cùng khi kim trúc thú chết đi thân thể bắt đầu cứng rắn và hoàn toàn hóa thành kim trúc quáng thạch thất tinh đế cấp kim trúc thú thi thể hóa thành kim trúc quáng thạch trình độ cứng rắn có thể tưởng tượng dùng thi thể thất tinh đế cấp kim trúc thú này chế tạo vũ khí đều là cực kỳ sắc bén và cứng cỏi một khi luyện thành vũ khí luyện được có trình độ cứng cỏi có thể tiếp cận hạ phẩm thần khí lưu tinh đại nhân đa tạ tu nhã muốn nói rất nhiều điều nhưng cuối cùng không có nói ra cố gắng nỗ lực tần vũ cổ vũ một tiếng sau đó tần vũ xoay người nhìn về phía lưu đồng trưởng lão trưởng lão trước tiên chúng ta hãy đến trưởng lão điện lưu đồng trưởng lão gật đầu rồi đem kim trúc thú thi thể vào không gian giới chỉ sau đó cùng tần vũ đồng thời xuất phát nhìn bóng lưng tần vũ lưu đồng hai người phá không rời đi tu nhã chỉ biết cắn môi tiểu nhã lưu tinh đại nhân đi xa rồi tì lưu sở đầu tu nhã an ủi tu nhã dương mắt nhìn bóng tần vũ biến mất tại chân trời ánh mắt rất kiên định trường lão điện đặt trên một ngọn núi cao tần vũ lưu đồng hai người dọc theo một lộ tuyến cực tốc bắn về phía tòa trường lão điện đặt trên núi kia Trường lão điện là do người của thánh tinh kiến tạo cực kỳ xa hoa Trường lão điện tịnh không lớn do hai tòa cung điện một trước một sau cấu thành bình thường trưởng lão ở tại tòa cung điện phía sau lần này thật sự cảm tạ lưu tinh đại nhân ngài chẳng những đã cứu ta cứu cả tang uyên tinh mà còn đem thi thể thất tinh đế cấp kim trúc thú tặng cho ta lưu đồng trưởng lão mắt hiện hồng quang hiển nhiên tâm tình rất tốt lưu đồng trưởng lão thật ra ta cứ một mực nghi hoặc một sự tình tần vũ trầm ngâm nói lưu đồng trường lão và tần vũ vừa nói chuyện vừa bước vào trong cung điện hai người phân biệt ngồi ở hai ghế trên lưu đồng trường lão nhìn về phía tần vũ nói nghi hoặc một sự tình là sự tình gì kim trúc thú bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt ecab phim viết liền không giấu nhé đối với chuyện này tần vũ xác định vẫn còn mê hoặc bây giờ hỏi đến khi ta tại tinh tế gian khổ tu cũng phát hiện một số nguyên động tinh không người nhưng mà những nguyên động tinh này căn bản không có kim trúc thú còn ám tinh giới có người ở chỉ có tam đại tinh vực bao gồm kim hình tinh vực hắc diễm tinh vực với bạch huyền tinh vực trong đó nguyên động tinh của hắc diễm tinh vực không phải có kim trúc thú mà là viêm hỏa thú tại nguyên động tinh bạch huyền tinh vực cũng không có kim trúc thú mà là hàn băng thú ta thật sự là nghĩ không ra rốt cục là nguyên nhân gì tạo nên hết thảy những việc này tần vũ cảm thán nói lưu đồng trưởng lão bắt đầu nở nụ cười Ha ha, Lưu Tinh Đại Nhân, ngài nếu hỏi những người khác, mười người phòng trừng chín không biết, nhưng ta đối với chuyện này thật ra biết được. Vậy sao? Tần Vũ nhìn về phía Lưu Đồng Trưởng Lão. Tần Vũ chỉ là hỏi đại, không ngờ lại có thể tìm được đáp án. Lưu Đồng Trưởng Lão cảm thán nói. Kim Trúc Thú, Hàn Băng Thú, Viêm Hỏa Thú, chính là ám tinh giới đặc hữu. Sự việc như vậy, chân tránh nguyên nhân là do, chuyển hoán chi trận. Lưu Đồng Trưởng Lão nói vậy có phải có khả năng nguyên linh chi khí chuyển hóa thành trúc tính năng lượng chuyển hoán chi trận tần vũ trong lòng đoán lưu đồng trưởng lão gật đầu nói đúng kỳ thật chuyện này cũng do lúc trước tại thánh tinh do sư phụ ta nói cho ta biết lưu tinh đại nhân ta có thể nói cho ngươi kim trúc thú hàn băng thú viêm hỏa thú đều là do thiên địa sở sanh. tỷ như tại nguyên động tinh bởi vì bố trí kim trúc tính chuyển hoán chi trận tối thiểu cũng phải vương cấp thực lực hơn nữa cũng phải đủ nguyên linh thạch mà bình thường trẻ con, hài đồng căn bản không có cách nào bố trị trận pháp, cho nên chúng ta tại nguyên động tinh kiến tạo một kim trúc tính chuyển hóa chi trận. Trận pháp này, tại thời khắc thích hợp đem nguyên linh chi khí chuyển hóa thành trúc tính năng lượng. Kim trúc tính năng lượng cũng sinh sôi nảy nở khắp nguyên động tinh. Lưu đồng trưởng lão cẩn thận nói. Tần Vũ gật đầu, điểm ấy hắn thật ra biết được. Lưu đồng trưởng lão tiếp tục nói. Kim trúc tính năng lượng, nếu không bị tu luyện giả nguyên động tinh hấp thụ, còn có một ít kim trúc tính năng lượng bắt đầu tụ tập lại thậm chí hình thành kim trúc thú vì sao hình thành thì ta cũng không rõ ràng lắm nhưng ta biết kim trúc thú hình thành nguyên nhân chính là do kim trúc tính năng lượng tần vũ cuối cùng cũng hoàn toàn minh bạch à ta hiểu rồi hắc diễm tinh vực nguyên động tinh viêm hỏa thú bởi vì hỏa trúc tính chuyển hóa chi trận chuyển hóa hỏa trúc tính năng lượng hình thành bạch huyền tinh vực hàn băng thú cũng đồng dạng đạo lý này những nguyên động tinh khác các gì cũng không có chính là bởi vì không có chuyển hoán chi trận, trở nên sáng sủa. Nhưng mà sau khi hiểu được, Tần Vũ lại càng thêm tò mò, chuyển hoán đại lượng kim trúc tính năng lượng, như thế nào thì đàn sinh kim trúc thú năng lượng. Vũ trụ tự nhiên rất thần kỳ, ta thật cũng không có khả năng liễu giải a. À. Tần Vũ không khỏi cảm thán. Lưu đồng trưởng lão cũng gật đầu nói. Đúng, vũ trụ rất thần kỳ, rất nhiều sự tình căn bản không thể hiểu được. Kim trúc thú vì sao đàn xanh, vì sao đột phá để cấp sở hữu trí tuệ. Thật sự là thần bí. Tần Vũ gật gật đầu, quay sang Lưu Đồng trưởng lão cười nói: "Lưu Đồng trưởng lão, ta lúc này tới đây tìm ngươi, chính là có sự tình làm phiền ngươi." "Lưu Tinh đại nhân, cứ nói, chỉ cần giúp được ta sẽ giúp." Lưu Đồng trưởng lão rất là sảng khoái. Tần Vũ chậm rãi nói: "Lưu Đồng trưởng lão, ngươi nên biết, ta là một tinh tế khổ tu giả, đã rất nhiều năm, ta vẫn lưu lãng tại tinh tế gian, cho tới bây giờ không có để ý qua mình ở nơi nào, ta chỉ là xung quanh lưu lãng không ngừng khổ tu." Nhưng mà tại ngàn năm trước ta phát hiện chính mình tiến vào một bình cảnh, vô luận như thế nào đều không thể tiến bộ một bước. Cho nên, ta tự nghĩ tới một địa phương ta cho tới bây giờ không có đi qua thập bát đế cấp thí luyện ám tinh, ta chu bị tiến vào thập bát đế cấp thí luyện ám tinh tiến hành thí luyện. Lưu đồng trưởng lão đồng ý nói. Lưu tinh đại nhân nên biết, thập bát đế cấp thí luyện ám tinh mới là địa phương tu luyện nhanh nhất à. Thật sự không có nghĩ đến, đại nhân đạt tới thực lực như thế, nhưng tới bây giờ không có đi qua thí luyện ám tinh mấy năm nay phiêu bạt tại tinh tế gian cho tới bây giờ không có sử dụng qua thân phận tinh toàn năm đó khi ta rời đi tinh cầu của mình trực tiếp thì triển đại na di rời đi chứ không có đến trưởng lão điện nhận thân phận tinh toàn hiện tại ta chuẩn bị sử dụng thân phận tinh toàn của tăng uyên tinh ngươi tần vũ rốt cuộc nói ra ý định thân phận tinh toàn tồn tại tần vũ cũng là từ trí nhớ của húc tông biết được để có thân phận tinh toàn dùng thực lực của mình đến trưởng lão điện cầu xác nhận bình thường tu luyện giả rời đi bổn tinh cầu thì đến trưởng lão điện nhận thân phận tinh toàn bởi vì có thân phận tinh toàn mới có thể hưởng thụ tất cả đãi ngộ đặc hữu của ám tinh giới tỷ như tiến vào ám tinh thí luyện tỷ như tiến vào mê thần điện nhập khẩu tỷ như trở thành thánh tinh hộ vệ vân vân đều là phải chứng minh thân phận nhưng đồng dạng cũng có không ít những người cao ngạo căn bản khinh thường việc nhận thân phận tinh toàn bọn họ một mình tu luyện có thực lực là có tất cả nếu thật sự cần phải có tinh toàn đều dễ dàng có thể có được mà các trưởng lão tiếp đãi những cao thủ cao ngạo này cũng cực kỳ vui lòng bởi vì đại biểu cho tinh cầu bọn họ xuất hiện một cường đại cao thủ điều này khiến cho cả tinh cầu thanh danh đại chấn. lưu tinh đại nhân người là một cường giả thật sự cam nguyện tiếp nhận tang uyên tinh thân phận tinh toàn thành người tang uyên tinh lưu đồng trưởng lão nét mặt già nua tràn đầy kinh ngạc tần vũ nhìn thấy vẻ mặt lưu đồng như thế chỉ là cười gật đầu đúng lưu đồng trưởng lão làm phiền ngươi cấp cho ta một thân phận tinh toàn không không phiên lưu đồng trưởng lão xua tay nói lưu đồng hiện tại tưởng tượng rằng tân vũ sau này thanh danh lan xa mà trong khi người ta nhắc tới lưu tinh sẽ nhắc tới rằng lưu tinh đại nhân đến từ tang uyên tinh hắn thân là tang uyên tinh trưởng lão cũng nở mặt nở mày a à. hắn từng nghe không ít bạn bè nói qua trưởng lão của tinh cầu đã từng tiếp đãi qua một ít tinh tế khổ tu giả những tinh tế khổ tu giả này tiếp nhận thân phận tinh toàn, chỉ là không nghĩ tới chính mình cũng tìm được một cơ hội tốt như vậy Lưu Tinh đại nhân, thỉnh chờ. Lưu Đồng trưởng lão lấy ra một cây Tam Lăng hình tinh trụ. Vật này để làm gì? Tần Vũ Nghi hoặc nhìn thanh Tam Lăng hình tinh trụ, hắn có thể cảm nhận được Tam Lăng hình tinh trụ trước mắt có một cỗ đặc thù khí tức. Lưu Đồng trưởng lão giải thích: "Trưởng lão đại nhân, ngài lần đầu tiên tiếp nhận thân phận tinh toàn, khẳng định không biết được trình tự, đây là quy định của Thánh Tinh, cho nên người tiếp nhận thân phận tinh toàn, trước tiên tại đây phải trải qua căn tinh trụ ngày kiểm nghiệm." Kiểm nghiệm, kiểm nghiệm cái gì? Tần Vũ trong lòng có dự cảm bất hảo. Thanh thần bí tinh trụ chẳng lẽ có thể kiểm nghiệm thân phận xuất xứ? Lưu Đồng cười nói, "Lưu Đồng đại nhân không cần lo lắng, Thanh Tam Lăng hình linh trụ này chỉ là để kiểm nghiệm năng lượng, thực lực, có thể phán định ngài là vương cấp hay đế cấp, đồng thời cũng có thể kiểm nghiệm năng lượng trúc tính, nhớ rõ ngàn vạn năm trước, từng phát hiện một ma giới nhân muốn ngụy trang tiến vào ám tinh giới." "Vậy sao?" ngàn vạn năm trước từng có ma giới nhân bị kiểm nghiệm phát hiện vậy ma giới nhân kia đến ám tinh giới để làm gì tần vũ dò hỏi lưu đồng trưởng lão lạnh nhạt nói nghe nói ma giới nhân kia chính là ma giới hắc ma ma đạo tu luyện giả hắc ma ma đạo cũng là một dạng luyện thể mặc dù so với chúng ta khác nhau nhưng là khác nhau không lớn lắm ma giới cao thủ kia muốn tiến vào thập bát đế cấp ám tinh thí luyện của chúng ta để tiến hành thí luyện mà muốn tiến vào thập bát đế cấp ám tinh tất phải có thân phận tinh toàn cho nên mà giới cao thủ kia muốn chúng ta cấp cho một thân phận tinh toàn, nhưng lại bị tam lăng hình tinh trụ phát hiện ra. Tinh trụ này lợi hại vậy sao? Tần Vũ thở dài nói, đáy lòng cũng bắt đầu cẩn thận. Tần Vũ đối với chính mình cũng rất tin tưởng, dù sao năng lượng của chính mình đều đặt tại tinh thần không gian, hơn nữa, để đề phòng tình huống ngoài ý muốn, Tần Vũ còn tu luyện một kim hình tông công pháp, thể nội cũng sinh ra đặc hữu kim chi lực. Nhưng, tinh trụ này ai biết được nguyên lý kiểm nghiệm của nó? nói không chừng có thể là cha xét ám tinh giới nhân một ít đặc thù nào đó đối với nguyên lý kiểm nghiệm của tinh trụ tần vũ trong lòng cũng bắt đầu có chút lo lắng nhưng đã đi tới bước này tần vũ cũng chỉ có thể chính mình đối đầu lưu tinh đại nhân chỉ cần trong chốc lát tinh trụ này sẽ kiểm nghiệm đại nhân lưu phái cùng với công lực cảnh giới lưu đồng trưởng lão trong tay kim lực quán nhập vào tam lăng hình linh trụ linh trụ bắt đầu phát ra mênh mông quang mang lập tức một đạo mênh mông quang mang bao trùm lên thân thể tần vũ tam lăng hình linh trụ bắt đầu từ từ chiếu sáng cảm giác cũng thoải mái thật mặc dù trong lòng có chút bất an nhưng tần vũ vẫn như trước cảm nhận được một cỗ thư thái cảm giác tần vũ lên tiếng dò hỏi lưu đồng trưởng lão người có biết tinh trụ này kiểm nghiệm người như thế nào không không rõ lắm tam lăng hình linh trụ này là do thánh tinh mang đến trưởng lão điện đã truyền lại không biết bao nhiêu năm rồi nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện vấn đề gì lưu đồng quả quyết nói chưa từng xuất hiện vấn đề gì tần vũ nghe thấy như thế trong lòng không khỏi căng thẳng nếu bị phát hiện xem ra chỉ còn có một biện pháp cuối cùng tần vũ đáy lòng cũng không muốn sử dụng biện pháp tối hậu kia biện pháp đó chẳng những âm ngoan hơn nữa còn không an toàn trải qua chốc lát lưu tinh đại nhân tốt rồi lưu đồng trưởng lão cầm trong tay tam lăng hình linh trụ nhìn vào linh trụ lại lập tức quay nhìn về phía tần vũ bộ dáng giống như gặp phải quỷ tần vũ thấy bộ dáng lưu đồng như thế trong lòng băn khoăn liền dò hỏi. Lưu đồng trưởng lão, làm sao vậy? Lưu đồng trưởng lão nuốt một ngụm khí, dương mắt nhìn Tần Vũ hỏi. Đại nhân, ngài đạt tới bao nhiêu tinh đế cấp cao thủ? Người hỏi vấn đề này làm gì? Tần Vũ cười nói. Lưu đồng trưởng lão nhìn Tần Vũ với ánh mắt nóng cháy. Lưu tinh đại nhân, thân phận tinh toàn nếu được tiếp nhận, chẳng những nói lên thân phận, cũng nói rằng đã được trưởng lão điện thừa nhận, phải đạt tới cao đẳng vương cấp cao thủ, mới có tư cách lấy được thân phận tinh toàn thành tinh trụ này chính là kiểm nghiệm người ta về thân phận cùng với thực lực ta thực lực thế nào? Tân Vũ cười hỏi Lưu Đồng trưởng lão giơ cao trinh trụ trên tay Lưu Tinh đại nhân tinh trụ này kiểm nghiệm thực lực rất sơ dài vương cấp chia làm sơ đẳng trung đẳng cao đẳng ba cấp bậc trong đó sơ đẳng chính là một tinh đến lục tinh vương cấp trung đẳng từ thất tinh đến thập nhị tinh vương cấp và cao đẳng từ thập tam tinh đến thập bát tinh đế cấp cũng tương tự chia thành sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, mà đại nhân. Lưu Đồng dương mắt nhìn Tần Vũ. Đúng là cao đẳng đế cấp. Cao đẳng đế cấp thì cao đẳng đế cấp, có cái gì mà kinh ngạc. Tần Vũ cười nói. Lưu Đồng có vẻ khó tin. Lưu Tinh đại nhân, chẳng lẽ ngài không biết, từ sau khi một vị kim hình quân phi thăng, ám tinh giới chúng ta đã thật lâu không có một thập ngũ tinh đế cấp cao thủ xuất hiện. Thập ngũ tinh đế cấp, người nói đây là ý gì? Tần Vũ không giải thích được. Lưu Đồng trượt nhớ lại Tần Vũ chính là một tinh tế khổ tu già, lúc này liền giải thích: tại Ám Tinh giới có Tam Đại Quân Chủ, muốn trở thành Quân Chủ hậu tuyển nhân, người kế vị Quân Chủ tối thiểu phải đạt tới thập ngũ tinh đế cấp mới có thể. Nhưng Kim Hình Tông của ta không biết như thế nào, đã nhiều năm, thế nhưng vẫn không có thập ngũ tinh đế cấp cao thủ xuất hiện, cho nên địa vị Kim Hình Quân vẫn rất xa vời. Tần Vũ khẽ gật đầu. Thập ngũ tinh đế cấp, thực lực tương đương với bát cấp tiên đế, yêu đế. Tần Vũ có điểm khó tin, đường đường một ám tinh giới, chẳng lẽ ngay cả thập ngũ tinh đế cấp mà Kim Hình Tông cũng không có. Lưu đồng trưởng lão, thập ngũ tinh đế cấp cao thủ một cũng không có, ta không tin tưởng lắm a. À. Tần Vũ lắc đầu nói. Lưu đồng trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ, gật sầu nói. Ta cũng không hiểu, năm đó khi tào tại thánh tinh, ta từ sư phụ biết được, toàn bộ Kim Hình Tông ngoại trừ Kim Hình quân bệ hạ, còn có hai đại cao thủ, một người thập thất tinh đế cấp, một người thập ngũ tinh đế cấp không biết bây giờ tại sao lại như thế thập ngũ tinh đế cấp cao thủ một người cũng không có người nói là đã đi đâu không ít lợi hại cao thủ tần vũ phát hiện sự tình có chút ám muội lưu đồng trưởng lão tiếp tục nói thập thất tinh đế cấp xem như cấp bậc sắp độ thần kiếp thập thất tinh đế cấp cao thủ kia có thể đã độ thần kiếp nhưng thập ngũ tinh đế cấp cao thủ kia thì sao ta không thể tin được thời gian ngắn như vậy mà hắn đã độ thần kiếp phi thăng mất ai tính ra không có thập ngũ tinh đế cấp cao thủ xuất hiện vấn đề này cũng không phải trưởng lão của tinh cầu này có thể quản được lưu đồng cười cười tần vũ cũng gật gật đầu ám tinh giới bên trong rốt cục có bí mật gì ai mà biết được lưu đồng nhìn về phía tần vũ ánh mắt trước trước lưu tinh đại nhân ngài là cao đẳng đế cấp a nói cách khác ngài tối thiểu phải là thập tam tinh đế cấp cao thủ lưu tinh đại nhân ngài có thể nói cho ta biết ngài có đạt tới hay không thập ngũ tinh đế cấp thập ngũ tinh đế cấp tần vũ đối với thực lực bản thân rất rõ ràng chỉ riêng thân thể chính mình cũng là thập ngũ tinh đế cấp thực lực hơn nữa còn có tánh mạng nguyên lực thần kỳ tần vũ so với thập thất tinh thập bát tinh cũng có khả năng lưu đồng trưởng lão ngươi coi như ta chưa có đạt tới thập ngũ tinh đế cấp là được rồi tần vũ cười nói coi như lưu đồng ánh mắt trừng lên từ giọng nói của tần vũ hắn đã phán đoán rằng vị tinh tế khổ tu giả trước mắt này chính là đã đạt đến thập ngũ tinh đế cấp Thập ngũ tinh đế cấp A, chẳng lẽ còn không phải là một nhân vật siêu phàm thanh danh vang dội. Lưu Tinh đại nhân, ta sẽ không nói ra. Lưu Đồng trưởng lão thấy Tần Vũ tín nhiệm mình, hắn trong lòng cũng thấy tự hào, đột nhiên Lưu Đồng trưởng lão nghĩ đến vấn đề gì đó, đột nhiên chấn kinh nói: "Lưu Tinh đại nhân, ngài nói cho tới bây giờ ngài chưa từng tiến vào thập bát thí luyện ám tinh." "Đúng." Tần Vũ gật đầu. Lưu Đồng trưởng lão hít sâu một hơi, nhìn Tần Vũ. "Lưu Tinh đại nhân, trong lịch sử ám tinh giới, có một vị Kim Hình quân, hắn ngay từ đầu không có tiến vào thập bát đế cấp ám tinh, mà tại tinh tế gian phiêu lãng khổ thù. cũng giống như đại nhân. Vị Kim Hình quân bệ hạ kia tu luyện đến mức cực trí, tối đa tu luyện được thập lục tinh đế cấp, mà bệ hạ cũng từng nói qua, nếu không đến thập bát đế cấp ám tinh, căn bản không thể đạt đến thập thất thập bát tinh đế cấp. Tần Vũ cũng nhớ đến lời giã củ đã nói. Phương pháp tu luyện của Kim Hình tông không sử dụng dẫn lực của ám tinh phụ trợ. Cho nên thập lục tinh đã là cực hạn, xem ra dã cổ nói rất đúng. Trong lịch sử, không đến ám tinh tu luyện mà đạt được thập lục tinh cũng chỉ có một mình vị bệ hạ kia, không đến ám tinh tu luyện mà đạt thập lục tinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà ta Lưu Đồng hôm nay cũng có thể nhìn thấy một vị. Lưu Đồng rất là kích động. Chuyện này đủ để ghi vào lịch sử ám tinh giới. Tần Vũ cười. Lưu Đồng trưởng lão, người không cần nói ra ngoài, ta cũng không nghĩ để người trong thiên hạ đều biết. Lưu đồng trưởng lão gật đầu, có thể được một cao thủ tin cần như thế, lưu đồng trưởng lão trong lòng cũng cảm động. Lưu đồng trưởng lão, thân phận tinh toàn của ta thế nào, người có cấp cho ta hay không? Tần Vũ cười, bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim, truy cập kênh youtube gì các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt viết liền không giấu nhé lưu đồng trưởng lão không khỏi nở nụ cười xin lỗi lưu tinh đại nhân ta và ngài nói chuyện đến quyền mất chuyện về thân phận tinh toàn ngài chờ cho một chút vừa nói lưu đồng lật tay lấy ra một viên tam sắc tinh toàn sau đó đem tam sắc tinh toàn kia phóng nhập vào tam lăng hình tinh trụ ở một vị trí đặc biệt vị trí này vừa vặn đặt vào viên tam thải tinh toàn lưu tinh đại nhân thành tinh trụ này sẽ đem một ít tin tức dung nhập vào tinh toàn lưu đồng trưởng lão giải thích sau một lát thân phận tinh toàn gắn trên lăng trụ xuất ra tần vũ trong lòng không khỏi cảm thán ám tinh giới quả thật là thần kỳ Lưu Tinh đại nhân, giờ chỉ cần trích huyết nhận chủ thân phận tinh toàn, tinh toàn tiện dung nhập vào thể nội ngài, sau khi dung nhập tự nhiên có thể sử dụng. Lưu Đồng trưởng lão mỉm cười. Tần Vũ tiếp nhận thân phận tinh toàn, trích huyết nhận chủ, thân phận tinh toàn trực tiếp dung nhập thể nội. Hóa ra là vậy. Tần Vũ trong lòng nhất thời hiểu được, thân phận tinh toàn sử dụng thật đơn giản. Tần Vũ lấy được thân phận tinh toàn, cũng coi như giải quyết xong một vấn đề, bây giờ chỉ còn cần một phần tinh tế địa đồ để đến thập bát đế cấp ám tinh cùng với mê thần điện thập bát đế cấp ám tinh tần vũ cũng là muốn cảm thụ một chút chỉ là hôm nay tần vũ không cần nóng này yêu cầu lưu đồng trường lão một phần tinh tế địa đồ tại trường lão điện tần vũ ở lại một hai ngày thường xuyên cùng các trưởng lão nói chuyện phiếm cũng biết một ít ám tinh giới bí ẩn tần vũ và trường lão điện đã ba ngày tần vũ lưu đồng trường lão hai người ở tại giữa điện bọn họ chờ đợi một nhóm người một nhóm đến từ kim hình tinh vực thánh tinh giới nhóm người này xưng là chấp pháp giả. Chấp pháp giả, ban đầu trách nhiệm là truy sát đế cấp kim trúc thú tại ám tinh giới, sau này ngoài truy sát đế cấp kim trúc thú, đồng thời còn truy sát một ít tu luyện giả tà tâm ở ám tinh giới. Dù sao, trong những tu luyện giả ám tinh giới cũng sẽ xuất hiện một ít người cực kỳ tà ác, những người đó gây ra tổn hại có khi so với kim trúc thú còn khủng bố hơn. Nhóm chấp pháp giả này chính là bởi vì đế cấp kim trúc thú mà đến tang nguyên tinh. Lưu đồng trưởng lão từ chấp pháp giả truyền đến tin tức khiến cho người ta thật sợ hãi a. À. Có đến ba đế cấp kim trúc thú đến khu vực tinh cầu này, chúng ta đã giết một, còn hai nữa thì ở đâu? Tần Vũ thở dài. Lưu Đồng trưởng lão gật đầu. Quả là làm cho người ta sợ hãi, dựa theo tin tức chấp pháp giả truyền đến, có đến ba đế cấp kim trúc thú cực kỳ lợi hại, thực lực yếu nhất là một thất tinh đế cấp kim trúc thú, tối cường là một thập nhị tinh đế cấp kim trúc thú. Thập nhị tinh đế cấp kim trúc thú phóng tầm mắt khắp ám tinh giới cũng không có một trường lão nào địch nổi. Tần Vũ cũng nhớ lại, trước kia thất tinh đế cấp kim trúc thú trước khi bị mình giết, từng uy hiếp qua chính mình, nói rằng huynh đệ của hắn sẽ báo thù. Thập nhị tinh, báo thù. Tần Vũ không có chút để ý, thập nhị tinh đế cấp kim trúc thú, phung tay có thể giết được, hắn lo lắng cái gì. Đội ngũ chấp pháp giả đến đấy. Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lưu đồng trường lão cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung đột ngột xuất hiện sáu thân ảnh cực nhanh hướng trưởng lão điện bay đến dẫn đầu là một nam tử mang ngân sắc diện cụ mặt nạ màu bạc hai mắt phát ra quang mang lăng lệ tần vũ nhớ mày một cái thập ngũ tinh đế cấp cao thủ lưu đồng trưởng lão hai ngày trước còn nói kim hình tông một mạch không có thập ngũ tinh đế cấp cao thủ kim hình quân vị trí vẫn một mực không đổi thế nhưng giờ đây hắn lại thấy được một thập ngũ tinh đế cấp cao thủ mà lại là chấp pháp giả đội ngũ chấp pháp giả này thực lực thật rất mạnh thủ lĩnh là thập ngũ tinh đế cấp thực lực còn lại năm người thế nhưng không có một người nào dưới thập tinh đế cấp chấp pháp giả một hàng sáu người toàn thân vận hắc y ngoại trừ vị thủ lĩnh mang ngân sắc diện cụ những người khác đều không có mang mặc nạ chỉ là chấp pháp giả sáu người ánh mắt đều rất lạnh lùng ngân sắc diện cụ nam tử đi đầu đã xuống tới ánh mắt nhìn chằm chằm vào tần vũ ta tên là văn phong ngươi là ai lưu tinh tần vũ trên mặt có một tia mỉm cười người rất mạnh. thủ lĩnh chấp pháp giả văn phong nhìn tần vũ nói, người cũng không tệ à? tần vũ ánh mắt đảo qua năm người phía sau văn phong, thong thả gật đầu. chấp pháp đội quả nhiên danh bất hư truyền, không trách những kẻ tà ác sợ hãi không thôi. năm người phía sau văn phong nhìn tần vũ, bục quang lạnh lẽo. trong khi đó lưu đồng trưởng lão một bên lên tiếng cười, ta là tang uyên tinh trưởng lão lưu đồng, vị này là tinh tế khổ tu giả lưu tinh đại nhân, lưu tinh đại nhân hôm nay cũng là người của tang uyên tinh tinh tế khổ tu giả văn phong hô lên một tiếng liền sau đó tay trái nắm thành quyền gập vào ngực phải cung kính nói văn phong cảm tạ lưu tinh sát tử thất tình đề cấp kim trúc thú phía sau văn phong nam chấp pháp giả cũng đồng thời hành lễ tân vũ cười nhẹ chỉ là nhấc tay nhẹ đúng rồi ta lúc giết chết thất tình đề cấp kim trúc thú kim trúc thú kia từng truyền âm huy hiếp ta nếu ta giết hắn huynh đệ hắn sẽ đến báo thù chấp pháp giả văn phong khoái miệng từ từ nhếch lên tựa hồ có vẻ tươi cười. Thất tinh kim, chúc thú kia kế hoạch có lẽ thất bại rồi. Phòng trừng hai huynh đệ của nó liên thủ đều không phải là đối thủ của lưu tinh đại nhân. Tần Vũ chỉ là thong thả gật đầu. Hắn ở lại Tang nguyên tinh đã vài ngày, đúng là lo lắng huynh đệ thất tinh đế cấp kim chúc thú kia đến trả thù người ta nguyên tinh. Dựa theo Tần Vũ phòng trừng, nếu huynh đệ thất tinh đế cấp kim chúc thú đến trả thù cũng tự mấy ngày nay. Nhưng bây giờ chấp pháp giả đến đây, hơn nữa xem thực lực đủ để tiêu diệt hoàn toàn hai đế cấp kim chúc thú, nên tự mình cũng không cần ở lâu thêm nữa. Chấp pháp giả đại nhân, mời về chỗ nghỉ ngơi. Lưu đồng trường lão lên tiếng nói, giữa đám người này, chỉ có lưu đồng trường lão hắn thực lực yếu nhất. Chấp pháp giả, lưu đồng trường lão khá rõ ràng, chấp pháp giả truy sát những kẻ tà ác, những kẻ phá hoại ám tinh giới, làm thành một đội quân hùng hậu. Chấp pháp giả này so với tà ác thị huyết còn kém hơn một chút. Bên trong trường lão điện, lưu đồng trường lão, ba đế cấp kim trúc thú đầu tiên xuất hiện tại nguyên động tinh phương Bắc, phụng ngạc tinh giết sạch cả phụng ngạc tinh mấy vạn người ngay cả phụng ngạc tinh trưởng lão cũng bị giết sau đó chấp pháp giả đội ngũ xuất động chủ yếu chia làm ba đội chỉ là ngay từ đầu không có tưởng tượng được ba đế cấp kim trúc thú lợi hại như vậy cho đến sau khi ba đế cấp kim trúc thú lại giết hại một nguyên động tinh một tiểu đội chấp pháp giả của chúng ta cuối cùng cũng chặn đứng ba đế cấp kim trúc thú này tại đại điện văn phong cẩn thận nói chỉ là khi đó chúng ta phải xuất người thực lực không mạnh tiểu đội chấp pháp giả kia cực mạnh chỉ là một người thập tinh đế cấp mà tiểu đội kia sáu người bị giết ba người còn lại ba người chạy trốn bất quả thập tinh đế cấp đội trưởng đã suy đoán ba đế cấp kim trúc thú mạnh nhất là một thập nhị tinh đế cấp đương nhiên không loại trừ khả năng đế cấp kim trúc thú kia ẩn tàng thực lực lưu đồng nghe thế trong lòng cũng hoảng sợ không nghĩ tới như thế lại có hai nguyên động tinh bị giết hại sạch sẽ nếu không có tần vũ tang uyên tinh này đã trở thành đệ tam có thể là không che giấu thực lực nếu không nó đã không trơ mắt nhìn ba người của ngươi đào tàu tần vũ phán đoán qua mặt nạ văn phong ánh mắt hướng tới tần vũ nói ta cũng cho là như vậy hơn nữa hai đế cấp kim trúc thú kia thực lực cũng đã biết được một thập tinh đế cấp một thất tinh đế cấp tuyệt đối không thành vấn đề cho dù cuối cùng bộc phát lực lượng cường thịnh cũng chỉ có hai không phải là quá nhiều lưu tinh ngươi nói thất tinh đế cấp kim trúc thú kia trước khi chết từng uy hiếp ngươi nói huynh đệ nó sẽ đến trả thù ngươi văn phong nhìn tần vũ dò hỏi đúng Tần Vũ gật gật đầu. Yên tâm, nếu hai đế cấp kim trúc thú này xuất hiện, ta sẽ phát hiện trước tiên. Hôm nay tiến thức của Tần Vũ hoàn toàn bao trùm cả tang uyên tinh, mà đối với Tần Vũ bây giờ, tiến thức bao trùm một viên tang uyên tinh, linh hồn lực tiêu hao căn bản không có ảnh hưởng gì. Các người trước tiên đi nghỉ ngơi. Văn phòng hạ mệnh lệnh với các thủ hạ. Vâng, đại nhân. Năm chấp pháp giả hành lễ nói, lập tức rời khỏi đại điện, ánh mắt văn phong khi này hướng về phía lưu đồng trưởng lão. Lưu Đồng trưởng lão cũng hiểu ý liền ly khai đại điện, trong đại điện nhất thời chỉ còn lại Tần Vũ cùng Văn Phong hai người. Văn Phong nhìn về phía Tần Vũ, mặt nạ trên mặt trong nháy mắt biến mất. Tần Vũ ánh mắt không khỏi từ từ trợn to. Bộ dáng Văn Phong quả thật làm cho Tần Vũ khiếp sợ, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới một người trong ám tinh giới lại có một con mắt thứ ba dạng mạng như tu yêu giả. Chính xác mà nói trên đầu Văn Phong có một cái khe, tiên thức Tần Vũ có thể phát hiện trong cái khe trên trán là một con mắt lưu tinh người có thực lực đủ để ta bỏ đi mặt nạ trước tiên ta giới thiệu một chút văn phong tần chấp pháp giả đại đội trưởng thập ngũ tinh đế cấp cao thủ văn phong trên mặt có vẻ tươi cười tần vũ trong lòng bất định văn phong trước mắt đối với mình như thế có mục đích gì ta gọi là lưu tinh một tinh tế khổ tu giả bình thường tần vũ tự giới thiệu rất đơn giản văn phong ta nhìn không thấu ngươi ngươi thật sự là một tinh tế khổ tu giả bình thường một đoạn thời gian trước đây thánh tinh đối với cả ám tinh giới triệu tập những cao thủ đã đạt thập ngũ tinh đế cấp kim hình tông để tuyển người kế vị ám tinh giới đứng đầu tam đại quân chủ kim hình quân ta thật không biết lưu tinh ngươi thực lực như thế vì cái gì không có đến thánh tinh văn phòng trực tiếp dò hỏi ám tinh giới tam đại quân chủ chính là địa vị mà ai cũng mơ tới mà kim hình quân chính là đứng đầu tam đại quân chủ địa vị càng thêm trí tôn Tân vũ cười nói đừng nói đến ta ngươi thì sao ta nhìn ngươi cũng đạt tới thập ngũ tinh đế cấp nhưng ngươi vì cái gì không có sự tuyển kim hình quân ngược lại trở thành chấp pháp đội đại đội trưởng tần vũ đối với chuyện này đích xác nghi hoặc vô cùng văn phong tự diễu cười nói ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao kim hình quân tam đại quân chủ đứng đầu địa vị thật là tôn kính đế cấp kim chúc thú đến rồi tần vũ đột ngột ngắt lời văn phong văn phong cũng ngừng nói chuyện hai người nhìn nhau cơ hồ đồng thời biến mất tại đại điện một hung điểu toàn thân do làm sắc kim trúc cấu thành đang lượn quanh ở không trung chính là hung điểu đã đạt đến thập tinh đế cấp kim trúc thú nó đang do dự có nên hay không tiêu diệt tăng uyên tinh lão nhị đi nhanh lên nơi này có cao thủ một đạo âm thanh vang lên trong đầu hung điểu hung điểu đáy lòng cũng cảm thấy một trận lo ngại không tốt có nguy hiểm chỉ là sắp thi triển đại na di rời đi thì một bàn tay đột ngột xuất hiện trực tiếp nắm lấy cổ nó tiểu điều điểu còn muốn chạy trốn một âm thanh trào phúng vang lên hung điểu quay đầu nhìn lại bên cạnh nắm lấy cổ nó chính là một thanh niên lăng không mà đứng nét mặt còn mang theo một tia mỉm cười nó căn bản không biết rằng mấy ngày trước tam đệ nó cũng bị người ta bắt được như vậy trong lúc này một bóng người cũng xuất hiện bên cạnh tần vũ chính là văn phong đừng để cho nó thoát văn phong sắc mặt có chút khó coi thập nhị tinh đế cấp kim trúc thú kia tránh ở trên không nó bố trí xung quanh thân mình một trận pháp làm cho ta không thể trực tiếp đại na di đến gần trận pháp kim trúc thú cũng biết trận pháp tần vũ có chút kinh ngạc văn phòng tự diễu cười ai biết ta cũng là lần đầu tiên gặp phải bất quá trong lịch sử cũng có kim trúc thú lợi hại biết bố trí trận pháp có được trí tuệ như con người bố trí trận pháp cũng không phải là không có khả năng các người tốt nhất thả ta ra nếu không đại ca ta nhất định sẽ đến giết các người hung điểu kia lại biết nói tiếng người ha ha Tần Vũ nở nụ cười bắt đầu. Ha, tiểu điều, ngươi có lẽ không biết, vài ngày trước một thất tinh đế cấp kim trúc thú cũng bị ta như thế này bắt được. Trong khi ta muốn giết nó, nó cũng đồng dạng uy hiếp ta như thế này. Là ngươi giết chết tam đệ. Hung Điểu dương mắt nhìn Tần Vũ, nhưng Hung Điểu phát hiện, sau khi bị Tần Vũ nắm lấy cổ, kim hạch trong thể nội đã bị Tần Vũ dùng kim chi lực hoàn toàn bao vây, nó căn bản không thể sử dụng một chút năng lượng. Văn Phong thập nhị tinh đế cấp kim trúc thú kia mặc dù ở trong trận pháp ngươi cũng không thể không bắt được nó à tần vũ nghi hoặc nói dù sao văn phong cũng là thập ngũ tinh đế cấp cao thủ văn phong lắc đầu nói ở trong trận pháp không thể thuấn di không thể đại na di mà thập nhị tinh đế cấp kim trúc thú kia trong nháy mắt công phu đã từ một phương hướng ly khai đại trận trực tiếp chạy mất rồi kiểu điều, điều này giải quyết như thế nào tần vũ nhìn về phía văn phong tùy ngươi chỉ cần ngươi giết chết nó kim hạch với thi thể đương nhiên là của ngươi. Văn phòng không thèm để ý nói. Hung điều kia như cảm nhận được ngày tàn, phi thường hoảng sợ nhìn tần vũ. Đại nhân, ngài tha cho ta đi, chỉ cần ngài tha cho ta, bắt ta làm cái gì cũng được. Quả nhiên là có trí tuệ con người, tần vũ hít một hơi. Tha thứ. Có thể tha thứ, tần vũ nhớ rõ chất pháp giả thủ lĩnh văn phòng đã nói qua, bà đế cấp kim trúc thú này đã đổ sát hai tinh cầu. Kim trúc thú hung tàn như thế liệu có thể tha thứ, Ngón tay thoáng dụng lực, phảng phất như âm thanh cương thiết đứt đoạn vang lên, thập tinh đế cấp kim trúc thú kia lập tức cổ bị vạn gãy, mà kim hài của nó cũng bị Tần Vũ trực tiếp lấy ra. "Văn Phong, vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi còn không có trả lời, ngươi không phải đã đạt thập ngũ tinh đế cấp cao thủ sao, như thế nào còn không có trở thành một người kế vị kim hình quân?" Tần Vũ trong lòng vẫn thắc mắc chuyện này. Văn Phong lắc đầu, bất đắc dĩ cười. "Ta cũng từng muốn trở thành kim hình quân." cho nên ta cố gắng tu luyện nửa năm trước ta rốt cuộc đột phá đạt tới thập ngũ tinh đế cấp nhưng khi trở lại thánh tinh ta mới biết được đã có một siêu cấp cao thủ đến thánh tinh siêu cấp cao thủ kia đã trở thành người kế vị kim hình quân chính thức công khai tin tức cho nên nửa năm sau ta bất đắc dĩ đảm đương chức vị chấp pháp giả đại đội trưởng đổi giết một ít nhân vật để phát tiết một chút không nghĩ tới người đảm đương chức vụ chấp pháp giả đại đội trưởng thế nhưng chỉ là vì phát tiết đúng rồi người nói kế vị kim hình quân đã được định người đó thực lực thế nào tần vũ dò hỏi văn phong hai tay nắm chặt nói người kế vị kim hình quân thực lực phi thường mạnh mạnh đến đáng sợ tần vũ kinh ngạc ngay cả văn phong đều nói là mạnh đến đáng sợ người kế vị kim hình quân kia thực lực rốt cuộc thực sự là rất mạnh đợi đến khi ngươi cường mạnh thì tái tranh giành lo gì không được tần vũ cười nói văn phong vẻ mặt nghiêm túc không hắn thực sự rất mạnh ta lúc ấy còn không phục lắm hắn vì cái gì trở thành một người kế vị quân chủ sau này ta mới biết được người đó đã là thập bát tinh đế cấp cao thủ thập bát tinh đế cấp tần vũ một trận nghẹn họng thập thất tinh thập bát tinh đế cấp cao thủ linh hồn cảnh giới bình thường đều là đạt tới cửu cấp tiên đế đều là sắp phải độ thần kiếp thập bát tinh đế cấp cao thủ xuất hiện khả năng chẳng nhiều lắm thập bát tinh đế cấp hắn gần cốt với cơ nhục cứng rắn cường hãn có thể so sánh với thượng phẩm thần khí a tần vũ trong lòng có điểm cảm thán Tần Vũ đột nhiên nhíu mày. Loại cao thủ này như thế nào không danh không tiếng lại xuất hiện, Tần Vũ nhìn về phía Văn Phong dò hỏi. Siêu cấp cao thủ này là người địa phương nào, sao lại đột nhiên xuất hiện? Ám tinh. Văn Phong nghiêm túc nói. Thập bát ám tinh trong thập bát đế cấp thí luyện ám tinh. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người.